Mọi người thì comment số 1, chúng ta nhìn thấy màn hình không ạ? Chúng ta comment số 1 đi ạ. Chào buổi sáng và bắt đầu ta vào, đúng không ạ? Ok. Trước khi vào đào tạo ấy, thì mỗi một người có những nhìn nhận cái phong cách đầu tư riêng, đúng không ạ? Mỗi người đều có những cái cơ hội đầu tư riêng. Người thì nói về đầu tư cái A, cái B, cái C, người đầu tư đất, người đầu tư bất động sản. Người thì đầu tư Forex, người thì đầu tư coin rất rất nhiều. Thế thì trong những thời đại đại dịch thế này thì chúng ta mới thấy được là đầu tư là một cái gì đó, là cái sự quan sát trước đã. Thì mọi người có thể là dựa vào các cái môi trường, ví dụ coin trên màn hình của tôi ấy, thì đầu tư rất nhiều BNB đây, đúng không? BCH đây, đúng không? ETH đây, thậm chí là vàng, đúng không? Quan sát các môi trường đầu tư đấy xem nó có hợp với mình hay không. EOS có những người xem thì nhiều nhưng mà đầu tư thì rất ít. Nếu mà đầu tư nhiều chúng ta hút tiền mà giải ra, đó. Có rất nhiều kiểu. Chúng ta cũng dành thời gian ra để đăng ký cái RNT Việt Nam này, RNT này, RNT cách nhìn nhận và cơ hội giao dịch đây. Tôi cũng đẩy video này giới thiệu sơ lược về RNT là gì, sàn như thế nào. RNT đấy, đấy. RNT là một cái phần mềm MT4 đây. Trong đây có thể nạp tiền từ 500, có nhiều bạn bảo 500 đô đánh con gì hay là làm như nào, đúng không? Thì có rất nhiều bạn, ví dụ 500 đô tài khoản rất bé, 10 triệu, 20 triệu, đúng không? Đấy. Sáng nay phiên Á vào BCH nó sẽ lên vãi đạn này, vào Bitcoin nó sẽ về vùng 43 đô, và vào 43 nghìn này, ETH này. Đó. Thế thì 500 đô mình cũng có thể đánh, ví dụ đây là tôi có thể nhìn thấy tôi đánh các cái trạng thái XRP đây, đúng không? Có 6 đô, đúng không? Sell XRP này, đó. Đánh lướt, đúng không? Đó, mình mua. Thì các trạng thái để mình có thể nhìn thấy được là cái môi trường và cài đặt và hướng dẫn các cái vấn đề đấy. RNT. Thứ hai nữa là chúng ta vào cái ông già đầu tư FX này. Đấy. Ông già đầu tư FX. Thì các cái quan điểm như Euro phiên Mỹ, oil là giá dầu, đúng không ạ? LTC có phân tích LTC. Đấy. RNT phân tích quan điểm short XRP, long BCH, đấy hôm qua nói là long BCH, đó, Litecoin quan điểm Litecoin, đó, quan điểm Litecoin, Euro rất nhiều, đánh trực tiếp vào những cái môi trường đấy thì chúng ta vào trong đây để chúng ta xem. Hello hello, chúng ta vào đi ạ. Đấy, đấy là cái, rồi ví tổng, đó, cái quan điểm về ví tổng rất rất nhiều, các cái môi trường để chúng ta phân tích, các cái môi trường để chúng ta làm, các vấn đề về marketing, các vấn đề về rất rất nhiều các yếu tố marketing, các cái cách sử dụng, đúng không? Email marketing rồi rất nhiều đó. Thế thì khi mà chúng ta làm đó, tất cả mọi cái môi trường này lập tức là chúng ta có cái để mà chúng ta nhìn thấy để chúng ta phân tích. Ví dụ ngày hôm qua trong đây cũng phân tích rất nhiều con này, Kono này, đúng không? Phân tích ENG đây, đó. Nhiều bạn hỏi ENG, nhiều bạn hỏi OGN, có bạn take profit cho alpha đấy, alpha đấy, ví dụ thế, rất rất nhiều. Có những người hỏi DOT đấy, DOT người ta phân tích. Nên nhiều cái môi trường, có những người người ta xem tổng quát đó. Ok, và ở trong cái môi trường này ta lại tiếp tục đào tạo quản trị tài chính cá nhân. Dậy sớm quản trị tài chính cá nhân. Rồi. 22 người. Rồi ở cái phần 2, phần 2. Hôm nay cái phần 2 này chúng ta có được cái mốc là chúng ta phải hiểu sâu về con người chúng ta, hiểu những cái vận mệnh hợp. Thì lúc này chúng ta chờ những cái đây có Miss Hoa sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Thế thì lát nữa em để cho Miss Hoa sẽ thuyết trình cùng nhé, Miss Hoa nào nhé, chờ chị Trần Hoa thì sẽ vào cái là thế thì mệnh vận mệnh vận hợp mệnh hợp này thì chúng ta có một cái là thần số học nhé, thần số học Delta của cuộc đời.
Thì cái này 2.000 năm trước, 2.000 năm trước khi mà ông Pythagore ấy, ông ấy phát minh ra. Ngay ở Việt Nam ấy, Việt Nam bây giờ mới nở rộ. Tôi thấy rằng nó rất hay và hiểu sâu, nên càng hiểu thì càng thấy thú vị. Xem với tài chính của mình nó có hợp hay không, đó chính là cái mà chúng ta xem. Chúng ta vào ông già đầu tư trong Facebook ấy để lấy link Zoom nha, lấy link Zoom. Xin chào, xin chào. Cả nhà thấy mạng bị lag à? Ấn số 1 để nghe nó ok đi ạ. Ấn số 1 nghe nó ok. Nghe rõ mà, nghe rõ thầy ơi. Ok. Mạng nó không đúng không? Ok, Miss Hoa đúng không? Miss Hoa vào rồi đấy. Thế, Dạ thầy ơi, Miss Hoa là cái nick tên gì để cho em làm, em để cho bạn đó làm đọc Hoa anh đi. để cho câu hot đấy. Rồi, ok, cả Miss Hoa câu hot đấy. Hoa có thể bật mic lên chào mọi người nhé. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Hoa rất là vui được anh Học mời cùng tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Ok, đó. Thế thì trong cái ngày hôm nay chúng ta có thêm sự tham gia của Miss Hoa, thì trong cái chủ đề này tôi xin nhắc lại đó là quản trị tài chính cá nhân, đúng không ạ? Thế thì trong cái buổi một ấy, chúng ta nói rất nhiều về vay, rất nhiều về các thuộc tính. Đấy, thì hôm nay ấy, mục đích của chúng ta đến cái phần 2 là cấu trúc vay, cấu trúc làm thế nào để chúng ta có được các cái quy trình, đúng không ạ? Mà hiểu sâu các khoản nợ rồi, hiểu các vấn đề trong khoản vay, các thu nhập, các chi phí, các nợ vay. Thì có những người nói rằng vay nhiều hơn, nợ nhiều hơn nhưng mà rất khó vay, thì hôm nay chúng ta sẽ vào, đúng không ạ? Và hôm trước chúng ta nói về đạo đầu tư, các vấn đề về delta cuộc đời, thì hôm nay Miss Hoa sẽ có một cái phần để nói về chúng ta, để chúng ta biết được cái delta trong cái ngày tháng năm sinh của chúng ta, nó rất là thú vị. Các quản trị danh mục đầu tư với sự phù hợp, nguồn vốn, cách đi lệnh. Có những người thì rất là nhỏ, ít tiền. Thế thì nó rất là hay cái là ví dụ những người nhiều tiền thì có thả thả tiền vào vàng, ETH, BCH hay bất động sản hay rất rất nhiều cái khác, nhưng nó đều nằm trong một cái vấn đề quản trị tài chính cá nhân của họ. Có những người thì chẳng cần nhiều tiền đâu, người ta bằng không, nó vốn bằng không đồng, thì người ta lại tập trung vào cái free airdrop này, cái free airdrop này, ấn vào mục free airdrop. Đấy, người ta quăng link, người ta làm đào tạo, người ta làm chia sẻ, người ta làm giáo dục, người ta bắt đầu tập trung vào mấy con ADX, Win, Com, Baby đấy, người ta bằng không đấy. Tức là có rất nhiều cuộc chơi. Như vậy mình hiểu sâu được cuộc chơi đấy như thế nào. Đó, ví dụ airdrop, vào airdrop.io đấy luôn luôn đưa ra cho chúng ta những cái kèo airdrop miễn phí. Đó, rất rất nhiều. Đó, rất rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy DFI đúng không ạ? Rất rất nhiều những con Hydra đúng không ạ? Valley Chain đúng không ạ? Rất rất nhiều. Thì cái cuộc chơi không không phí, miễn phí cũng có. Rồi những cái cuộc chơi mà người ta hiểu được đấy, ví dụ ngày hôm nay chúng ta thấy được Bitcoin đang tăng vãi đạn luôn, hôm nay nó sẽ đánh chết hết bọn short đúng không ạ? Bởi vì bọn short nó mong muốn về 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 gọi là về về bờ lắm, nhưng không, bọn nó sẽ làm cho tèo hết. LTC lên 144 rồi, XRP 079 rồi, rất rất nhiều. Thế thì nếu trong trường hợp chúng ta nhìn thấy đây vốn với 507 đô vẫn có thể thoát XRP được, nhưng có nhiều người hold các coin mà ở trong những cái trạng thái mua và bán tùm lum tùm la là chúng ta tèo, tài khoản luôn luôn trong trạng thái nghỉ ngơi, cho nên cấu trúc ở trong cái quản trị tài chính đấy. Rồi có những người vốn nhiều vốn ít thì lại thông qua các vấn đề ví dụ Techcom, các cái tài khoản chứng khoán đúng không, các cái mã trong tài khoản chứng khoán, mà tài khoản chứng khoán các cái hướng các cái hướng về vốn lớn đánh rất an toàn, đánh to lắm, người ta đánh tài khoản chứng khoán đấy đó. Và khi mà người ta vào tài khoản chứng khoán, người ta thấy được là các cái môi trường đánh chứng khoán, các cái yêu cầu về vốn luôn luôn là an toàn trong chứng khoán. Tùy từng cái vốn, có những người đánh chứng khoán người ta nhìn
những cái ông mà đánh coin, các ông buồn cười ấy. Ví dụ thế, có những ông đánh coin và nhìn ông đánh chứng khoán này đánh rất là yếu, nhưng rất rất nhiều cái trải nghiệm ở trong cái môi trường đó. Thế thì các báo cáo kinh doanh, tất cả mọi cái khuyến nghị đầu tư nó có hết trên mạng, đưa ra SHB triển vọng ga mua với giá 81.2 NAF, rất rất nhiều các công ty nó đưa ra các khuyến cáo. Thế nhưng mình chỉ sợ không có tiền mà mình mua thôi, không có tiền mà mình mua. Đó, rất nhiều các thông báo, nhiều mã, nhiều ngành, các cái môi trường rất rất nhiều. Đó. Thế nhưng nếu chúng ta không hiểu bản thân chúng ta thì chúng ta cũng sẽ có những cái kết cục rất là buồn. Đó. Thậm chí người ta còn ở trên Techcombank, Vietcombank người ta còn phân tích dựa theo các cái hợp ra sao, vận số như thế nào, rất rất nhiều, có các cái môi trường, đúng không? Ngày tháng, năm sinh rồi rất rất nhiều, đúng không? Các cái sản phẩm, copy rồi rất rất nhiều. Đó, đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu. Tôi vẫn nhắc lại là chúng ta cần phải có một cái cấu trúc riêng. Luôn luôn nói là tiền mặt là vua, đúng không ạ? À, có tin tức là nguồn tin đáng tin cậy, phải dùng tiền để mua, cũng có. Đạo đầu tư nó có, dài vốn, tiền mặt là vua. Có tin tức từ nguồn tin đáng tin cậy, đi theo nhà cái, làm kẻ cơ hội, nhìn ra thế trận, thế cờ, giỏi thực chiến, chia nhỏ số tiền ra để mua các cái mã, đúng không ạ? Nay chúng ta có cái buổi đào tạo đấy ạ, trong các bạn ở trong TikTok đấy ạ, vào Zoom, vào Facebook của tôi, đúng không? Đúng vậy, quản trị danh mục đầu tư là sự phù hợp đối với mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân phải xây dựng cho mình một cái danh mục phù hợp về nguồn vốn, cách đi lệnh, cách đi tiền, tin tức, tính cách của mình. Đấy. Thế thì trong cái mục này chúng ta có cái mục tính cách. Nếu trong trường hợp ông quá nóng tính, không thể đánh một cách ẩu được, ông phải buộc chọn một cách dài hạn. Đấy, tính cách ấy. Có những người kiểm soát và rất tỉ mỉ thì họ chi tiết, chi ly, họ thấy cái giá đang đu ấy, đúng không? Ví dụ như là hôm qua có rất nhiều người thấy XCH nó vào nhé, XCH nó vào form nhưng lại mua quá là vội vàng, lập tức đu đỉnh ngay lập tức. Đấy, sau đó là nó điều chỉnh. Ví dụ đây chúng ta sẽ nhìn cái con XCH Linh Uni 20 này, qua Uni nhiều con tốt, Bách đang xuống đây, BCH XCH 268 đây. Hôm qua nếu mà trong nhịp đu đỉnh mà vội vàng, đúng không? Nó sập xuống đây, thậm chí hôm qua nó sập điều chỉnh về. Nhiều người đu đỉnh vào phát là 297 cái, đúng không? Lại sập xuống đây chứ lại sợ hãi, mặc dù nó có thể lên. Những người mua ở trong cái vùng 242 ngon, hôm qua những người mua 219 thậm chí là sâu hơn 184. Thì ra sao có XCH này nó bây giờ nó vẫn đang là trong cái trend là phá ở cái trend này, lập tức nó lên khiếp lắm. Đó, cái XCH đây, đúng không ạ? Đấy, XCH đấy. Thế thì lập tức là tôi sẽ cho vào trong Facebook XCH. Có một số bạn mà bảo không vào được là lý do vì sao nhỉ? Đấy, host thì chú ý nhé. À, ví dụ XCH. À, em mở rồi thầy ơi. Ừ, đấy, vào đi. Đấy, xem ok chưa. Đúng không ạ? Em mở cho mấy bạn đó nó vô tự do luôn mà. À, vô tự do đi, đúng không? Vô tự do, đúng không? Thế thì chúng ta mới biết được là trong cái quản trị tài chính cá nhân đấy, nó có những cái quản trị danh mục đầu tư, đúng không? Sau đó cần rất nhiều, đúng không? Tính cách, sự đi tiền. Có những người đánh coi như đánh lỗ đến bằng không, đánh sạch sành sanh thì thôi. Cho nên là cái việc đi tiền nó cực kỳ quan trọng. Cho những người tốt nghiệp cái khóa quản trị tài chính cá nhân này, người ta biết được kể cả lỗ bao nhiêu người ta cũng phải dừng lại. Ví dụ tổng cái vốn hóa của mình là 1 tỷ, mình đánh có giỏi đến mấy đi nữa, nếu trong trường hợp còn 700 mình phải dừng lại, 30% là phải dừng lại, kể cả thị trường đang làm lại tính sau. Sau đó mới tính được cái vốn. Còn đâu mà đánh đến tịt đến khoảng 30%, còn 30% là rất khó lấy lại tiền. Đấy, tính cách ấy, sự đi tiền, sự trả nợ, sự thua lỗ, rủi ro trong cái phương án thua lỗ. Và cô đặc danh mục, do lệnh, do coi rất rất nhiều, nắm vững rất rất nhiều. Thì trong ngày hôm nay có các danh mục đấy để chúng ta sẽ ở cái buổi 2 như này. Thế thì trong cái buổi 2 quản trị sự may mắn, đúng không? Rồi cầu ở đâu mang đến tài lộc ở đó, rất rất nhiều trong cái môi trường này, đúng không? Chúng ta ở, sống ở giữa, đúng không? Các cái delta, ngày sinh, đấy, đúng không? Phương Đông huyền diệu ra sao, thì lát nữa thì sẽ đến phần của Hoa. Đúng không?
Và cái giải pháp ở cái buổi số 2 này, đúng không? Nợ nhiều thì giảm nợ và nợ thêm nếu có cơ hội đầu tư tốt và trả lãi. Cái cơ cấu ở trong cái cuộc đời của chúng ta, mỗi người trong quản trị tài chính cá nhân ấy, thì cân đối nợ, ví dụ ai mắc nợ nhiều thì luôn luôn trong đầu có cái mục là giảm nợ đi. Nhưng muốn giảm nợ đi thì phải nợ thêm hay là có cái cơ hội. Cho nên là nó giằng co. Ví dụ tôi nợ 50 triệu. Nếu trong trường hợp tôi không có cái nguồn và cơ cấu để giảm 50 triệu, thì lập tức tôi phải nợ 100 triệu để gì ạ? Giảm thiểu cái cái 50 triệu kia trước. Do vậy các giải pháp ở đây nó là cái việc là gì ạ? Làm tốt hơn để giảm nợ hoặc là nợ nhiều hơn để giảm nợ. Cho nên chúng ta sẽ có cái cơ cấu để thoát trong cái vấn đề quản trị tài chính cá nhân. Nhưng làm thế nào để nợ nhiều hơn thì lát nữa chúng ta sẽ vào các giải pháp đó. Thứ hai, vay nhiều nếu kiểm soát tốt thì lãi tốt. Vay nhiều nếu kiểm soát tốt thì lãi tốt. Còn hơn là vay ít kiểm soát mà kém thì lãi nó rất xấu. Đấy là cái mà chúng ta xem, đúng không ạ? Mật khẩu là xin cảm ơn em ơi, đúng không ạ? Các dự án đa cấp và khác nha, đúng không ạ? Các bạn vào ấn số 1 đi ạ, bên TikTok ấn số 1 đi ạ, vào đi ạ. Chúng ta cấu trúc nợ, hôm nay vào cái mục cấu trúc nợ. Có link Zoom, đó link Zoom trong Facebook, trong YouTube ấy, các bạn vào YouTube có đấy ạ. Các vấn đề về YouTube các bạn vào ấn số 1. Một số bạn bảo chưa có được cái vào được chưa? Tất cả mọi người vào được chưa? Thế thì kiểm soát đầu tư thì tốt hơn. Do vậy kiểm soát lời từ đầu tư lãi trên nhiều, cho nên nhiều tỷ phú rất thích vay, đúng không ạ? Do vậy là vay nhiều nếu kiểm soát tốt. Chi phí nhiều cắt giảm nhưng xem là chi phí đầu tư có hay không. Thế thì nhiều khi người ta nói rằng là chi phí nhiều hơn để giảm được cái chi phí. Thế nên mình phải hiểu cấu trúc. Có những người nói rằng là chi phí ít đi nhưng không phải đâu, nhiều khi phải tăng cái chi phí marketing ra thì bắt đầu mới có được cái lợi nhuận trong cái quản trị đấy. Và thu nhập nhiều thì khỏi nói rồi, gia tăng đầu tư hoặc tăng thu nhập, đấy là cái nếu trong nhập không kiểm soát được cái việc này thì lập tức là chúng ta sẽ có những cái gọi là cái tà ma nó kéo đến, nó đem đến những cái cơ hội rất là xấu khiến cho chúng ta mất tiền. Và các thực tiễn từ các cái cách quản trị, một trong những bài học được ít biết đến nhất trong nhà trường về quản trị tài chính đó là vay nợ và quy trình kiếm tiền, giữ tiền trong cá nhân từ số tiền lớn đến nhỏ, nhỏ đến lớn, đúng không ạ? Đó thì trong VN Express cái mục tiền của tôi ấy, đúng không ạ, là các thông tin về cách làm thì chúng ta sẽ bắt đầu tính toán và đưa ra các cái bài học của ngày hôm nay. Đầu tiên, việc kiếm được tiền từ các nguồn khi bạn trưởng thành để bắt đầu cá nhân bạn và hành trình liên kết với hệ thống bảo hiểm, ngân hàng, từ đó hiểu rất rõ tiền và uy tín, tiền cộng uy tín, tiền cộng với thương hiệu. Thế thì nếu mà một người mà không có một cái plan về tiền ấy thì sống một cái cuộc sống là mặc kệ. Nếu trong trường hợp không hiểu rất sâu về bảo hiểm, ngân hàng, do đó uy tín cộng tiền, uy tín cộng với thương hiệu là chúng ta sẽ không quản trị được cái việc này. Làm cho chúng ta đến tận 30, 40 chúng ta mới nhận ra thì bắt đầu là gì ạ? Chúng ta đã có những cái tháng ngày còn trẻ đấy là bị sai. Cho nên người ta nói là hệ thống bảo hiểm, hệ thống ngân hàng mình phải hiểu rất sâu. Nó có một cái vấn đề đây là khi ta lớn, tiền từ việc ta đi làm để trang trải sinh hoạt phí. Sau đó tiền lương không thể giàu nhưng phải biết kết nối với ngân hàng ngay từ bây giờ. Đó. Việc có được một bảo trợ từ công ty là một điều bắt buộc liên kết với ngân hàng. Đạo đức, uy tín, cam kết bạn sẽ thấy được khoảng thời gian từ 20 tuổi hoặc 22 tuổi sau khi ra trường. Hiểu về banh, thẻ, khả năng trả nợ và quay vòng đều cực kỳ quan trọng. Đúng không ạ? Các vấn đề về tiền lương, các vấn đề về đầu tư, tất cả những các yếu tố này nó phải được gắn chặt với lại
các cái công việc như là bảo hiểm, ngân hàng. Có những người, người ta lương chỉ có gì ạ, 5 triệu thôi, nhưng người ta ở cái nhà rất lớn, là bởi vì người ta hiểu được cái hệ thống bảo hiểm, hệ thống ngân hàng, người ta có đòn bẩy để khi cơ hội đến thì lập tức là gì ạ, tiền cộng uy tín người ta có thể đưa ra. Thì đấy là cái bước đầu tiên của cái buổi số 2 này mà mình phải hiểu được là tiền cộng uy tín. Do vậy nhiều người người ta bảo là gì ạ, tôi đang nợ 50 triệu hay tôi đang nợ 100 triệu, tôi không biết làm thế nào, tôi phải xoay sở cái. Thế nhưng người ta đã quên đi một bước, đó là gì ạ, phải cố gắng tạo dựng uy tín với ngân hàng, tạo dựng uy tín để trên thương hiệu thì bắt đầu phải có tiền. Thứ hai nữa là thẻ ngân hàng, lương cơ cấu trả góp uy tín nâng cao theo tháng, theo ngày, uy tín từ việc vay, hành trình trả góp, đúng không ạ? Hành trình đòn bẩy từ lương và thu nhập thêm cũng như là quản trị để chúng ta mới biết được. Vậy thì người nợ chắc chắn là gì ạ? Người ta sẽ tính toán đến việc đi vay. Người ta đi vay thì người ta mong muốn cái việc vay đó thông qua các cái môi trường đó là mối quan hệ để đi vay. Mối quan hệ để đi vay. Sau đó là gì ạ? Chúng ta sẽ có được cái cách để mà chúng ta làm. Bên kia vào kia, bên này vào rồi này, bên này vào rồi này. Đúng không? Thế thì cái việc mà chúng ta cấu trúc, đúng không? Đầu tiên là các cái môi trường vay nhiều hơn để giải quyết cái nợ cũ, đúng không? Giải quyết cái nợ cũ, thông thường người ta sẽ nói là mối quan hệ, đúng, cái này là phần số 1 là rất là đúng. Sau đó chúng ta phải biết là link với ngân hàng làm thế nào để có mối quan hệ với ngân hàng. Trong cái quản trị tài chính cá nhân, người ta dạy rất nhiều về về quản trị tài chính để có uy tín với bank. Một người bao giờ cũng phải làm việc với bank là yếu tố rất quan trọng đó. Thế thì để biết được cái việc này, đúng không? Nếu chúng ta có một cái uy tín với bank sớm ấy, thì trong cái quản trị tài chính cá nhân thì cái việc tiền nó không quan trọng, uy tín với bank, từ cái việc tín chấp cũng đã có nhiều tiền rồi, thì sau này có tài sản chúng ta sẽ có cái mối quan hệ và tính toán còn được vay nhiều hơn, chứ không phải tự nhiên là chúng ta có nhiều tiền đâu ạ. Thế thì việc đầu tư bao giờ nó có đầu tư từ tiết kiệm. Cái này lâu rồi, đúng không ạ? Người ta nói rằng là đầu tư một cái nhà 2 tỷ chúng ta rất khó để tiết kiệm, nhưng mà đầu tư cái nhà từ 300 triệu thì lại có một cái đầu đi vay sớm hơn và hành trình tốt hơn. Đó, người ta nói đầu tư tiết kiệm và đầu tư từ đi vay. Đó, hai cái bán cầu não nó sẽ nghiên cứu hai cái môi trường đầu tư từ tiết kiệm, thì trong quản trị tài chính cá nhân này rất ít khi được dạy, cho nên đầu tư từ đi vay. Thế do vậy có những người nói vốn không có, vốn đi xin, ví dụ xin cha mẹ, hay vốn là tự nhiên kiếm được từ việc lương. Nhưng mà nếu mình có lương, mình đầu tư từ cái việc lương mình sợ lắm. Do vậy đầu tư là một trích một phần, trích một phần để đầu tư theo dạng tiết kiệm, theo dạng tiết kiệm thì lại an toàn, bởi vì mình có sự sợ hãi, đúng không ạ? Ok, 35 người, đúng không ạ? Có người dùng xác thực email hả? Chúng ta bỏ qua cái đấy, đúng không ạ? Phòng chờ. Mở đi ạ. Chúng ta mở hết Zoom đó nhé. Ok, rồi. Đó chính là cái cách để mà làm, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà thẻ ngân hàng lương, vậy thì người ta sẽ bảo thế em chưa đi làm lương bao giờ, đúng không ạ? Em chả bao giờ đi làm, đúng không ạ? Lập tức chúng ta phải tìm cách, bởi vì bây giờ cái xã hội môi trường bây giờ đi làm công có nhiều cách để đi làm, tìm hiểu có rất nhiều các nhóm, các đội, có rất nhiều công ty người ta cần, và mình cần xác định một cái uy tín, cần xác định một cái thẻ lương vào một công ty có thể lương, cơ cấu trả góp ra sao, uy tín nâng cao theo tháng ngày ra sao, thì có rất nhiều các công ty họ vào, mà công ty tư nhân thôi, đúng không ạ? Công ty đơn giản thôi. Do vậy là cái việc mà chúng ta cấu trúc được một cái bảng lương, cấu trúc được một cái cách để làm để chúng ta có được cái sự liên kết với ngân hàng. Người ta nói là một cá nhân phải chơi với 3 người. Người thứ nhất là đó là công ty bảo hiểm và nhân viên tư vấn bảo hiểm. Người thứ hai đó là một cái nhân viên ngân hàng nào đó, mà càng nhiều ngân hàng có một nhân viên để người ta cố vấn. Người thứ ba đó là gì ạ? Đó là các cái đối tượng là bác sĩ, đúng không? Người ta chơi với 3 người.
Và ở nước ngoài ấy, người ta chơi với bốn người. Bốn người, thứ nhất là luật sư, hai là bác sĩ, thứ ba là nhân viên cố vấn bảo hiểm, thứ tư là nhân viên vay tín dụng ngân hàng. Đấy, bốn cái người này sẽ giúp cho một cái cá nhân của chúng ta cảm thấy rất là ok. Đó. Vậy thì từ đấy bắt đầu mới hình thành được một cái cấu trúc. Cái này nó không phải là ngày hôm nay đi vay là ngày mai vay được đâu ạ, mà nó phải cấu trúc ít nhất là 3 tháng để làm gì ạ? Để chúng ta có một uy tín, có một dòng tiền và có một cái vấn đề về thương hiệu. Và cái thương hiệu này nó được khẳng định bởi bốn cái mối quan hệ, đó là bác sĩ, luật sư, đúng không ạ? Các cái nhân viên tín dụng, đúng không ạ? Bởi vì tín dụng nó có tín chấp, nó có các cái vấn đề về tài sản thế chấp, đúng không? Rất rất nhiều. Thế thì mình phải hiểu được cái vấn đề đấy thì bắt đầu chúng ta mới biết được là các thẻ ngân hàng rồi bảng lương, cơ cấu trả góp. Có những người bảo em chẳng có cái trình độ gì, à, yên tâm, không có trình độ gì cũng phải biết được cấu trúc của bốn cái việc đó, đúng không ạ? Có một số các cái thành viên đúng không ạ đang vào đúng không? Đó. Ok. Nào chúng ta ấn comment số 1, chúng ta có hiểu không ạ? Chúng ta hiểu hôm nay tôi đang nói cái vấn đề gì không ạ? Các bạn ấn vào số 1 để comment đi ạ. Comment cho tôi, đúng không ạ? Ok. Thế thì hôm vừa rồi chúng ta hỏi trong cái mục, và chúng ta quay trở lại cái mục là tôi nói là nếu chúng ta đang nợ 50 triệu, cấu trúc nợ thì tôi nói rằng là nợ thì sẽ nợ nhiều hơn. Thế thì các bạn bảo tôi đang nợ 50 triệu. Thế bây giờ anh bảo tôi là vay 100 triệu để trả cái phần 50 triệu đấy thì tôi làm thế nào để nợ nhiều hơn? À đấy mới là cái giải pháp. Thế thì người thì có mối quan hệ thì đi vay được thêm. Đúng không? Nhưng mà người không có mối quan hệ gì mà người ta vay được thì người ta phải dựa vào các hệ thống đòn bẩy tài chính. Thế thì 50 triệu nếu trong trường hợp mà chúng ta không vay được ngay thì trong một cái môi trường đi làm khoảng độ 3 tháng hoặc 4 tháng thì chúng ta có cái việc là nếu mà trả lãi 50 triệu nhân với 2 nó chỉ mất khoảng độ 2% là chúng ta mất 100.000 một tháng chẳng hạn như vậy. 100.000 một tháng là cái tiền gọi là lãi. Thì cái việc mà chúng ta nợ nhiều hơn là chúng ta mất lãi, trong vòng 4 tháng chúng ta có khả năng cấu trúc được lại cái vấn đề vay. Còn mối quan hệ chúng ta nợ nhiều hơn, chúng ta không có cái mối quan hệ thì lập tức chúng ta phải dựa vào các yếu tố tổ chức ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng có rất nhiều, sau đó cấu trúc lại các vấn đề lãi. Thế thì tại sao tôi hay nói là nếu bạn có 1 tỷ bạn chỉ được phép đầu tư trong 70%, đó là 73 à, một à, là 700 triệu, còn đâu 300 triệu phải cất vào ngân hàng để phòng những cái việc chi phí lãi trong vòng 4 tháng mà bạn không cấu trúc được thì lập tức bạn còn có cái khả năng để bạn trả. Thế bạn bảo là làm thu nhập này, thu nhập nhiều hơn, tôi không biết làm thế nào thu nhập. Thì muốn thu nhập nhiều hơn thì điều đầu tiên là chúng ta phải có cái cơ cấu của cái nguồn vốn đã và bắt đầu tính toán đến cái vấn đề an toàn, nếu không là chúng ta sẽ sập. Vay vay nhiều hơn, mà bây giờ tôi đang vay một cái khoản 50 triệu, tôi muốn trả 50 triệu mà tôi chẳng vay được đây, tại sao lại nói là vay nhiều hơn? Thế nếu trong trường cấu trúc não bộ của chúng ta mà bảo chúng ta đang nợ 50 triệu mà chúng ta suốt ngày chỉ có tập trung vào đi vay 50 triệu, chúng ta lại tiếp tục bị nợ tiếp, cứ xoay vòng như vậy. Nếu trong trường hợp tư duy chúng ta không có cái vay nhiều hơn, thế thì cái mối quan hệ không thể vay nhiều hơn thì lập tức phải xoay ngay đến cái vấn đề tín chấp, các vấn đề về tổ chức thông qua thì người ta gọi là đòn bẩy có uy tín. Có thậm chí nếu mà một người nào đó bảo tôi không thể có uy tín được nữa thì buộc phải cấu trúc lại các cái cơ cấu danh mục để mình có uy tín, ví dụ như việc vay trả góp điện thoại, việc vay ở một các cái tổ chức khác thông qua một vài tháng trả nợ để người ta có uy tín. Việc này nó liên quan đến cái uy tín trong vòng 6 tháng. Ví dụ nếu tôi không có uy tín là 100 triệu hay 500 triệu thì buộc tôi phải có uy tín từ 20 triệu hay 10 triệu thông qua một cái việc trả góp của một cái máy điện thoại tại FPT hay tại ở một cái tổ chức gọi là điện máy xanh đó, và mua một cái máy 15 triệu, sau đó thì trả góp 12 tháng hay là trả góp 6 tháng với một cái lãi suất bằng 0 hay là 1% không quan trọng, mà cái việc đó là tạo ra một cái uy tín hàng ngày, hàng tháng chúng ta trả bằng cái uy tín đấy. Và các tổ chức tín dụng nhìn thấy cái việc trả nợ đều đặn, thậm chí trả sớm một ngày, nó sẽ đánh giá à mình là cái người có cái uy tín, thì bắt đầu nó mới tăng nợ hạn mức tín dụng rất nhiều. Và càng nghèo thời gian tổ chức tín dụng càng lâu dài ra thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có uy tín nâng lên. Thế thì về mặt thời gian, nếu mà muốn nhanh, đúng không ạ, thì buộc phải có uy tín, đúng không ạ? Muốn vay nhanh, ví dụ như là tôi bây giờ muốn vay 100 triệu, muốn vay nhanh ngay ngày mai đi giật nóng 100 triệu thì mình phải có uy tín thì người ta mới cho mình vay. Thế nhưng nếu mà vay không thể nhanh, không nhanh được, không nhanh được thì một phải tạo uy tín. Tạo uy tín không có gì khác phải bằng thời gian. Thời gian
hoặc là check. Đó, do vậy là gì ạ? Trong các cái vấn đề về quản trị tài chính cá nhân, nó liên quan đến các khả năng trả góp. Và bây giờ môi trường lúc này, ngày xưa thì khó, ngày xưa nó mới gọi là bốc bắt họ đấy, đúng không ạ? Trả góp thì bắt đầu chúng ta mới thấy được. Khi mà trả góp, chúng ta để cái tài khoản 6 tháng cho một cái điện thoại, hay là 6 tháng cho một cái TV, à, cho cái TV, thì lập tức này, trong vòng 2 năm, chúng ta có được các cái uy tín để xác minh được là chúng ta vay và chúng ta bắt đầu lập cái visa. Và visa tín chấp hạn mức, sau đó cà thẻ với cái mốc 2% và đảo thẻ, thì lập tức chúng ta sẽ có một đống tiền. Vậy thì khi mà mình có tiền rồi, mình đầu tư gì mới nó mới kinh khủng, còn đâu đây đang cái vấn đề về xoay tiền. Xoay tiền đấy là cái mà chúng ta cần phải làm, thì lát nữa chúng ta sẽ vào tiếp các cái mục. Ok các bạn, các bạn thấy chúng ta comment đi ạ, buổi số 2 đi ạ, đối với quản trị tài chính cá nhân buổi số 2 đi ạ. Chúng ta comment số 1 đúng không ạ? Comment số 1 là hiểu tôi đang nói gì đi ạ. Các bạn ơi, trước khi vào ấy thì chúng ta sẽ hiểu được một số cái. Comment đi ạ, lớp mình ok. Rồi ok, thank you. Đúng không ạ? Thì trong cái cấu trúc đấy chúng ta mới biết được là cái môi trường giải pháp các vấn đề về quản trị tài chính cá nhân. Thế thì khi mà kiếm được tiền, đúng không ạ? Cấu trúc nó lại thì các nguồn để bắt đầu tiền hàng tháng, tiền lương. Nếu trong trường hợp ai mà chưa có cái uy tín cấu đấu nối với cái việc uy tín tiền, tiền cộng thương hiệu, thì lập tức phải kết nối với ngân hàng, kết nối với FPT Shop, kết nối với lại điện máy xanh để trả góp thử một cái món điện thoại nếu ai chưa biết cách, đúng không ạ? Nhưng cấu trúc của cái việc thu nhập thông qua việc đi làm thuê hay là đi làm một cái môi trường nào đó để có một cái khoản tiền nào đó để chúng ta có thể chi trả cái trả góp. Bởi vì rất nhiều bạn trẻ mà khi mà tập trung vào cái việc trả góp ấy là bị chậm hoặc là bị ngắt kết nối mà không trả được các cái tín dụng về trả góp đấy, thì chắc chắn là uy tín rất là kém, sau này khó vay lắm. Và khi người ta làm được các vấn đề tiền lương đấu nối rồi, người ta làm ra được bảng lương, lập tức người ta vay được ngân hàng theo một cái thẻ visa là 50 triệu, 100 triệu, thậm chí là 200 triệu, sau đó người ta rút được cái tiền mặt ra và cấu trúc được cái vấn đề lãi đấy, và không sợ lãi, đúng không ạ? Đó, trong một số bạn ở trong TikTok đúng không ạ? Vào để có được cái Zoom để đào tạo buổi sáng nhé, đào tạo buổi sáng. Thẻ ngân hàng lương cơ cấu trả góp đúng không ạ? Hiểu tiền 20%, vay 20%, trả 20%, góp 20%, thời gian 20%, các cấu trúc này chúng ta thấy đúng không ạ? Từ đấy Visa Master là một trong những cái định vị nguồn vốn rất là khủng khiếp, cho nên là đơn vị nhiều đơn vị nó mới đẻ ra cái vấn đề cà Visa để rút thẻ với cái lãi suất là 2% tháng cắt cổ đấy. Nhưng nếu khi chúng ta biết được một cái nguồn cơ hội đầu tư ấy, thì chúng ta trả lãi, chúng ta tính toán được lãi, lợi nhuận của chúng ta vượt qua lãi, chúng ta coi như lãi là một chi phí, giống như là một cái việc doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới vào đến cái mục, đúng không ạ? Chúng ta thấy lãi 2% tháng, thì hoặc là 3% một tháng, đúng không ạ? Cắt cổ, đúng không ạ? Cắt cổ, chẳng hạn chúng ta sợ, thì bắt đầu chúng ta phải toan tính được cái vấn đề lãi chính là chi phí. Đó. Chi phí số 1 cộng với các chi khác để mà ra môi trường đầu tư có khả thi hay không để mà tính lãi được. Thì trong doanh nghiệp hay là cá nhân được coi là doanh nghiệp bé, chúng ta đang điều hành doanh nghiệp của chúng ta hay công ty trách nhiệm một mình tao đấy, đúng không? Thế thì doanh nghiệp cá nhân được coi như là doanh nghiệp nhỏ, thì cái lãi người ta cũng gọi là chi phí, lãi cũng được gọi là chi phí. Đó, thế thì đấy là cái cấu trúc để chúng ta hiểu được làm thế nào này. Vậy thẻ cực quan trọng đối với người không có vốn. Nhưng ông có vốn rồi thì không nói làm gì nhé. Ông có vốn rồi thì lát nữa thì sẽ vào. Ông có nhiều vốn, ông tự xin được hoặc thừa kế hoặc như nào đó, thì quá khó cho việc uy tín, chúng ta chưa vay cá nhân được nhiều. Thẻ là cực kỳ quan trọng. Rồi trả góp điện thoại, trả góp tất cả các cái môi trường trả góp ấy thì cực kỳ quan trọng. 5 thẻ và trả góp, đáo hạn và các cách để xoay tiền, đúng không? Có những người làm nó giỏi đến mức người ta có 5 cái thẻ
trả góp, xoay hết các bên này bên nọ đúng không? Thẻ này đáo hạn phát lập tức lấy thẻ kia đáo hạn lập tức lấy thẻ này, tức là riêng mỗi cái thẻ góp thẻ người ta làm 5 ngân hàng, mỗi ngân hàng 30 triệu là 150 triệu. 30 triệu này dùng nó xoay sang 30 triệu kia cứ xoay, cho nên người ta xoay tiền rất là giỏi. Trả đúng hạn và liên tục trả góp, liên tục trả góp và trả đúng hạn. Ví dụ mua cái điện thoại cũng trả góp. Thế tại sao có những ông bảo là ông giàu như thế mà ông vẫn mua điện thoại trả góp? Là vì sao ạ? Vì ông ta rất biết về các cấu trúc để nâng cao các cái uy tín cá nhân, để sau này khi ông ta có một khối lượng tài sản ấy thì các cái yếu tố về uy tín cá nhân nó cao lắm, đúng không ạ? Hiểu được cách làm vào việc banh của họ và quy trình trả nợ rất là khiếp. Gia tăng thu nhập tuyệt đối không làm sai với banh, không được làm sai với ngân hàng để tạo ra cái uy tín đó. Đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta xem. Thế thì như một người, đúng không ạ, một người người ta hiểu được vấn đề này cho nên người ta không bao giờ lệch pha về vấn đề tạo thẻ. Ví dụ nếu người ta có một cái, chúng chưa nói đến vấn đề đầu tư, chưa nói đến vấn đề đầu tư XRP hay BCH hay LTC để xem có thể lấy cái lãi đó ra bù được cái phần chi phí hay không, thì quản trị tài chính cá nhân phải hiểu được cấu trúc của tiền, cấu trúc của một cái môi trường, đúng không ạ? Đó chính là cái. Thế vậy từ cái việc này chúng ta mới biết được là khi mà chúng ta hiểu được các visa, đúng không ạ? Nếu bạn có visa, 5 cái visa thì bạn có một khối tài sản khổng lồ nha. Tôi nói với các bạn như thế. Nhưng có những người người ta nhìn là nếu tôi có một cái visa là cả thẻ tôi sợ lắm. Tôi nợ đến nơi rồi, tôi sắp chết đến nơi rồi. Tức là sợ lắm, nhìn ở cái khía cạnh là nhiều visa là sợ. Nhưng thực tế nếu bạn có 5 visa, bạn có một đống tài sản luôn. Đó. Sau đó tự kỷ ám thị hàng ngày, bạn bảo đầu tư gì, đầu tư gì, suốt ngày nói đầu tư gì, đầu tư gì, đầu tư gì, thì nó sẽ nảy sinh ra có những cái mối quan hệ. Sau đó mình cấu trúc về vấn đề chi phí, mình cấu trúc về vấn đề rủi ro, đúng không ạ? Trong cái việc khi đã có 5 thẻ visa rồi thì mình sợ cái tiền lãi, mình sợ cái chi phí. Một năm chi phí có 120.000 à. Có rất nhiều người nói rằng là ồ, một năm ấy là gì ạ? Chi phí là 120.000 mở một cái thẻ, vậy một năm mất khoảng 500.000, chúng ta lại tiết kiệm, đúng không ạ? Thì chỉ bằng một cái bữa nhậu của chúng ta thôi. Nhưng cái vấn đề nếu mà trong việc chi phí của 5 cái visa là chính là một cái tài sản. Thế thì quay vòng và hiểu được chi phí, tránh đầu tư sai mà mất trắng. Đây mới là cái yếu tố quan trọng. Nếu trong trường hợp mà... Thế vậy thì con người của chúng ta bắt đầu phải hiểu được là quản trị rủi ro. Từ đây mới biết được là delta cuộc đời nó sẽ có các cấu trúc. Trước khi chúng ta vào cái mục, đúng không ạ, này thì chúng ta sẽ có cái cách để mà chúng ta hiểu sâu về delta cuộc đời. Thì cái phần này tôi có mời Miss Hoa chuẩn bị nhá. Đúng không ạ? Thì cái việc mà khi mà có visa, có tất cả cái này rồi, đúng không ạ, mà mình làm ẩu là mình tèo, mà những năm tháng làm ẩu ấy thì nó liên quan đến ngày tháng năm sinh của mình đó. Thế thì từ cái việc cấu trúc nợ và cấu trúc tài sản, mà tài sản tôi đang nói là tài sản hình thành từ số 0, 0 đồng, tài sản hình thành từ uy tín, mà mỗi một cá nhân, mỗi một cái sứ mệnh khi cha mẹ sinh ra là có bắt đầu tạo dựng ra, chỉ có uy tín là đầu tiên chúng ta có, nhưng mà chúng ta phá vỡ được, phá nó mà thôi, chỉ có chúng ta phá nó. Chứ còn đâu uy tín nó luôn luôn mong muốn ở với chúng ta. Thì muốn có được cái tài sản không đồng ban đầu cộng với uy tín thì mình phải hiểu được bản thân đã. Bản thân thông qua một cái gọi là định dạng ngày sinh. Định dạng ngày sinh. Ví dụ tôi sinh ngày 1 tháng 1 năm 1991 chẳng hạn như thế. Thì tôi phải hiểu tôi đã. Hiểu tôi. Thì hôm vừa rồi tôi có cách phân tích số học. Rồi các vấn đề về tử vi. Rất nhiều các thứ thông qua mạng Google ấy, chứ cần xem ai cả, đúng không? Thì nay chúng ta có một cái phần để hiểu được bản thân. Nếu hiểu được bản thân rồi mình mới biết được tính cách. Mình không nhiều ngồi chiêm nghiệm mình tính cách. Sự phù hợp với con số và delta thần số học thì lập tức chúng ta quay ngược trở lại ở đây là uy tín là chúng ta cũng rất là kém. Thứ hai, các vấn đề quản trị 100 triệu chúng ta không quản trị được thì sau này 1 tỷ chúng ta cũng than hoang cửa nhà. Chúng ta không quản trị được các vấn đề về 50 triệu hay 5 triệu hay thậm chí chúng ta không kiểm soát được các vấn đề về một cái thẻ visa. 5 visa mà mình nhiều ông bảo ôi thế ông có rất nhiều các cái thẻ này, ông làm sao nhớ được. Thế bây giờ trong đây cái các thẻ mà không quản trị được thì làm sao chúng ta làm tốt được. Do vậy có 5 cái visa mà đã sợ hãi thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta có vấn đề về các yếu tố bản thân, và từ việc bản thân này thì chúng ta phải có cấu trúc và để trong cái tư duy đó. Thì hôm nay đến cái phần của Miss Hoa, sau đó tôi sẽ tiếp tục thì Hoa sẽ cho các bạn biết qua về các cái cách để mà hiểu được cái ngày tháng năm sinh,
thì mọi người ấn số 1 để chào mừng Miss Hoa cho tôi với ạ. Ấn số 1 đi ạ. Sau đó Hoa làm câu hot ấy, em bắt đầu chuyển cái slide sang nhé. Chuyển slide sang để em Vâng ạ. chia sẻ. Ok. Xin mời, xin mời. Em được làm co-host rồi đúng anh? Em làm câu hot rồi đó. Đó, em đẩy cái slide của em sang. Thầy ơi, thầy phải nhờ quyền chủ trì á thì chị ấy mới mới chia sẻ màn hình được ạ. Ok, nhờ make hot hả? Dạ. Ok, đây, ok, make shot rồi, ok, rồi, xong. À, vâng, mọi người có nhìn thấy slide không anh? Quá hay, tôi nhìn thấy rồi. À, vâng. À, cảm ơn anh Học rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Hoa rất là vui được anh Học mời đến để chia sẻ một ít về những cái con số nói lên điều gì cho bản thân mình. Và đây được gọi là bộ môn thần số học. Với 6 năm kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực thấu hiểu con người, thông qua sinh trắc vân tay hay là những cái phương pháp thần số học giúp cho chúng ta sẽ hiểu hơn về bản thân mình đúng không ạ? Giống như buổi 1 mà chúng ta đã được anh Học chia sẻ, đó là cái quan trọng nhất của một cá nhân, đấy là chúng ta phải hiểu mình đúng không ạ? Tức là hiểu mình, hiểu ta thì trăm trận trăm thắng. Nghĩa là mình phải hiểu về bản thân của mình là ai, mình có những cái năng lực gì, có những cái nội lực như thế nào, mình phù hợp với cái gì. Tức là khi mình đầu tư đúng không ạ? Không phải là chúng ta thấy ai đấy đầu tư một cái con nào đấy rất là ngon và chúng ta nghĩ là chúng ta đầu tư cũng sẽ tốt như vậy. Nhưng nó sẽ phụ thuộc vào năng lực của chúng ta và phụ thuộc vào đồ hộp nữa của chúng ta về cái con số này. Nên là ngày hôm nay Hoa chia sẻ về một cái bộ môn, ở đây là bộ môn khoa học, hoàn toàn là khoa học luôn, để mà các anh chị có thể hiểu hơn về bản thân mình và đồng thời sẽ đưa ra những cái quyết định rất là đúng đắn cho những cái đường đi sắp tới. Thì đối với bộ môn này thì Hoa sẽ chia sẻ slide nhé. Ok. Thì đối với chìa khóa cái thành công ấy thì lúc nãy chúng ta hỏi là liên quan đến sự thấu hiểu đúng không ạ? Thì thấu hiểu ở đây thì đối với thần số học sẽ có ba cái góc nhìn, là thấu hiểu về chính bản thân mình, thấu hiểu người khác và giúp cho chúng ta sẽ thành công trong cái công việc, là đồ ứng dụng của cái bộ môn thần số học. Và đối với thần số học thì đầu tiên chúng ta sẽ thứ nhất là biết mình này, thứ hai là biết người này đúng không ạ? Thứ ba là quản mình đúng không ạ? Chúng ta biết nhưng phải quản trị, giống kiểu chúng ta đang học ở đây là quản trị tài chính đúng không ạ? Tức là mình có một cái dòng tiền nhưng mình không biết quản trị thì dẫn đến mình có thể sử dụng không tốt, hoặc là mình sẽ không thể tái được đầu tư cho cái khoản mà mình đang có. Và sau đấy là quản người, nghĩa là mình sẽ làm những công việc khác lớn hơn, đang chính là quản người. Và đối với thần số học ý, thì lịch sử đời nó rất là lâu rồi. Ở lịch sử là đó là 2.500 năm. Và cái người đầu tiên sáng lập cái bộ môn này để chính là ngài Pythagore. Tức là chắc chắn là chắc anh chị ở đây cũng sẽ đã biết được đến là ngài Pythagore đúng không ạ? Rất là nổi tiếng trong toán học và người đưa ra cái bộ môn thần số học này và trên thế giới áp dụng rất là lâu. Tuy nhiên Việt Nam của chúng ta thì mới áp dụng được một vài năm gần đây thôi. Tức là cái độ rầm rộ ấy, còn một số người nếu đã biết trước thì có thể áp dụng những độ rầm rộ chỉ khoảng tầm một vài năm. Và mục đích của bộ môn này, ông muốn cho mọi người thấy cái sự năng lượng và một trong những cái quyền năng của con số nó ảnh hưởng đến rất là lớn đến con người như thế nào. Và tí nữa chúng ta sẽ có những cái phần Hoa chia sẻ cái phần thực hành luôn để chúng ta có thể tự chiêm nghiệm lại chính mình về những con số của mỗi cá nhân chúng ta, chiêm nghiệm lại xem con số này nó ảnh hưởng như thế nào đối với bản thân của mình. Và đối với bộ môn thần số học này, người ta liên quan nói về việc liên quan cái sự con số, nên nói về sự rung động của mỗi con số, tức là mỗi con số có một cái rung động riêng và con số sẽ có những cái con số nhất là người nghĩ là bảo con số này có tốt hay không, con số này có xấu hay không, thì ở đây là mỗi con số có một cái rung động, nó không có xấu, nó cũng không có tốt, mà nó sẽ tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta, tùy thuộc vào việc sử dụng của chúng ta như thế nào về việc con số đấy, nó gắn liền với bản thân mình. Và ngày hôm nay thì Hoa muốn trước khi mà đi vào rõ hơn về thần số học thì Hoa muốn chia sẻ chúng ta cái tính ứng dụng của con số này để mình có những cái góc nhìn về ứng dụng. Và sau khi mình hiểu về ứng dụng, mình biết cách tính nó ra sao, chỉ trong một giây lát mình có thể tính ra được, thì mình có thể ứng dụng vào cuộc sống nó rất là lớn. Thì đối với ứng dụng thì chúng ta vẫn có ba ứng dụng đúng không ạ? Bản thân này, là mình hiểu mình này, quản trị mình này, đúng không ạ? Cho gia đình, là bởi vì có rất là nhiều người ấy,
thì có thể vì vấn đề vướng mắc về vấn đề gia đình thôi, nhưng dẫn đến ảnh hưởng đến vấn đề công việc, có thể không có cái tâm trạng để làm việc, hoặc là mình thấy mình làm rất là nhiều nhưng có một cái gì đấy vẫn đang còn luẩn quẩn bên mình, thì có thể do vấn đề gia đình của mình chưa được giải quyết nên dẫn đến vấn đề công việc nó không được suôn sẻ, hoặc bản thân mình luôn cảm giác có những cái áp lực, đấy chính là do mình chưa biết những cái nút thắt của bản thân mình. Thì khi mà chúng ta hiểu về bộ môn thần sóc, chúng ta cũng giải quyết được vấn đề gia đình. Và cái vấn đề công việc cũng vậy, đối với công việc thì giúp cho bản thân chúng ta sẽ có những cái góc nhìn lớn hơn, đúng không ạ? Bởi vì mục đích cuối cùng của chúng ta là công việc tốt hay là tiền tài chính cũng sẽ phục vụ cho bản thân, phục vụ cho gia đình và phục vụ cho xã hội. Nên là khi mà chúng ta hiểu về những cái mục đích rất là lớn của bộ môn này thì các anh chị sẽ có những cái tính ứng dụng cực kỳ là cao luôn, cực kỳ là cao trong cái bộ môn này. Thì chúng ta bây giờ sẽ cùng đi sâu nhé, đi sâu về tính ứng dụng một chút để mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thì đầu tiên ấy, trong cái việc ứng dụng bản thân đó là ứng dụng về tính cách này, tìm ra tính cách này, cái điểm mạnh, cái điểm yếu. Tức là có rất là nhiều người ấy, đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn đầu tư một cái gì đấy thì chúng ta phải hiểu tính cách của mình, nên đầu tư vào con gì nó phù hợp, đúng không ạ? Ví dụ một người có một cái tính cách, đó là tính cách liên quan đến người có khả năng là khả năng phân tích chẳng hạn, tính cách của họ khả năng phân tích, thì người đấy cần phải thu thập rất là nhiều thông tin và mình phải lựa chọn, đúng không ạ, những cái con và những cái thông tin rất là nhiều để mình có thể đầu tư. Hoặc một người nào đấy một tính cách rất là nóng vội thì mình không thể nào mà đầu tư một con mà có thể suốt ngày cứ lên xuống được, mà mình phải đầu tư tìm những cái con nó rất là an toàn. Tức là mình phải hiểu tính cách, những cái điểm mạnh của mình, đúng không ạ, để mà mình có thể đầu tư và an tâm vào việc đầu tư. Hay là mình cũng sẽ hiểu những cái năng lực để mình sử dụng cái năng lực đấy, tận dụng cái năng lực đó vào những cái đầu tư của mình. Ví dụ năng lực của mình về giao tiếp chẳng hạn, thì mình sử dụng giao tiếp để mình có thể thu thập thêm thông tin. Mình sử dụng giao tiếp để mình biết là những cái con số, những cái sự thay đổi sắp tới như thế nào. Đó là tùy vào cái năng lực của cá nhân, đúng không ạ? Hoặc một ai đấy là năng lực liên quan đến việc là liên quan đến việc chia sẻ chẳng hạn, thì mình sẽ sử dụng năng lực chia sẻ để mình có thể tốt hơn trong việc thu nhập, tìm ra có thêm thu nhập. Đấy là mình phải hiểu thụ cái năng lực của mình là gì. Và sau đấy nữa, trong cái phần này thì cũng sẽ hiểu hơn về những cái phần nợ nghiệp. Tức là ví dụ như là trong những bộ môn khác chẳng hạn, nó có thể chỉ biết hiện tại thôi, nhưng đối với thần số học chúng ta có thể biết xa hơn về những quá khứ, tiền quá khứ hay gọi là tiền kiếp, để chúng ta thấy được, quy hồi được những cái năng lực của tiền kiếp. Đồng thời nữa, chúng ta có thể biết được những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải, mà chúng ta sẽ trả những bài học đấy và dẫn đến có những cái kết quả vô cùng là tuyệt vời. Rồi sau đấy nữa, mình có thể chữa lành được rất là nhiều mối quan hệ, đúng không ạ? Nhiều lúc chúng ta sẽ có bị ảnh hưởng mối quan hệ với những người khác, và quan hệ là tiền tệ, nên mình không có những cái cách chữa lành với mối quan hệ của chính mình hoặc là những mối quan hệ người khác, thì dẫn đến là mình sẽ không đạt được những kết quả. Ví dụ như lúc nãy anh học có chia sẻ đó, chúng ta phải có mối quan hệ với ngân hàng đó, mối quan hệ với bảo hiểm, mối quan hệ với bác sĩ. Thì ở đây chúng ta cần phải có biết cách để xây dựng mối quan hệ và chữa lành những mối quan hệ đấy, thì mình sẽ có sử dụng cái đòn bẩy về mối quan hệ để có một cái nguồn tiền rất là tốt. Và sau đấy nữa, đối với bộ môn thần sóc đấy, nó có hoạch định định hướng tương lai tối thiểu là 5 năm. Tức là nó sẽ biết là năm này chúng ta nên làm gì, nên đầu tư gì hay tập trung vào điều nào. Nếu mà chúng ta biết được điều này, nó giống như một cái bản đồ thành công đấy anh chị ạ. Ví dụ như là anh chị mà ví dụ biết là năm này mình không nên tập trung quá nhiều đầu tư, mà mình đầu tư vào tài chính, mà mình nên tập trung đầu tư vào bản thân chẳng hạn, thì mình hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc đầu tư vào bản thân, đúng không ạ? Nhưng năm nay mình biết là năm mà có những cái sự thành công, có sự đỉnh cao, thì mình nên tập trung vào điều gì? Thì ở đây trong cái thần sóc này, nó sẽ chia sẻ cũng như định hướng một cái bản đồ thành công cho chúng ta, là chúng ta nên biết đầu tư vào cái thời điểm nào nó thích hợp hơn. Đấy, thì nó rất là hay. Và Hoa đã làm rất là nhiều người, và ví dụ như bản thân anh học cũng đã làm và ứng dụng cái thần sóc này vào, và anh cũng cảm nhận được độ chính xác cái bộ môn thần sóc này như thế nào về các năm đấy, để mà mình thấu hiểu, đặc biệt là trải nghiệm và chiêm nghiệm qua những năm trước này và những năm tiếp theo, thì mình phải có những cái định hướng đó. Và đồng thời nữa, có rất là nhiều người chẳng hạn đến với cuộc đời này, chúng ta cũng không biết là chúng ta là ai, chúng ta nên làm gì, đúng không ạ? Thì đối với thần sóc sẽ cho chúng ta có những cái mục đích sống cụ thể, và khi chúng ta sống đúng cái mục đích sẽ thành công hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc đời này đấy. Và mình sẽ luôn tự tin
khi mà mình hiểu bản thân mình, đấy là những cái tính ứng dụng rất rất là lớn đối với bản thân của chúng ta, để mà chúng ta có thể nghiên cứu cái bộ môn này và nghiên cứu để thấu hiểu mình, để có những cái quản trị trong cuộc sống của mình, quản trị mình và quản trị người. Và tiếp theo nữa, cái tính ứng dụng tiếp theo trong gia đình thì cái này có thể ngoài hơn một chút về đầu tư, nhưng mà cái ứng dụng này cũng có rất là cao. Khi chúng ta hiểu bộ môn này thì chúng ta cũng có thể ứng dụng được, mọi người nhé. Ví dụ như chúng ta hiểu ngày hôm nay Hoa hướng dẫn về việc là cách tính chỉ số chủ đạo đường đời, hay còn là delta, đúng không, hay gọi là delta, đúng không, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được à, những người xung quanh mình họ có những cái tính cách như thế nào, họ có những cái điều gì đặc biệt mà mình có thể sử dụng giao tiếp. Ví dụ như mình đi thiết lập mối quan hệ với một ai đấy, đúng không ạ, thông qua tên và ngày sinh thôi mình đã hiểu được con người đấy như thế nào. Mình có thể sử dụng những điều đó để mình sử dụng những cái kết nối giao tiếp ban đầu, và mình tạo ra những cái thiết lập rất là chặt đối với họ. Thì đối với ứng dụng gia đình thì chúng ta cũng sẽ hiểu về con, về vợ của mình, để họ có thể là đồng cảm với mình ạ, và tin tưởng mình, hoặc là ủng hộ mình trong cái quá trình là hậu phương vững chắc để mình có thể làm việc tốt hơn. Hay là rất là nhiều người bây giờ, đúng không ạ, ví dụ sắp tới sinh con chẳng hạn, cũng muốn chọn cho con những cái tên rất là lý tưởng, tên nó phù hợp với bố mẹ, hay là chọn cho con cái ngày sinh, ngày sinh thường hay sinh mổ, hay là chúng ta cải thiện những mối quan hệ. Thì đối với ứng dụng gia đình cũng sẽ có những cái ứng dụng như vậy. Thì dần dần chúng ta càng đi sâu thì sẽ có thấy được tính ứng dụng nó rất là cao, và sẽ thấy được cái sự hiệu quả của bộ môn này. Và từ khi mà Hoa biết đến bộ môn này thì giúp cho bản thân mình thấy được các cuộc sống thay đổi rất là nhiều, và thấy được cái sự thay đổi về những cái mối quan hệ, và thay đổi được chính với công việc của mình. Còn ứng dụng về công việc thì ở đây chắc chắn là nhiều người quan tâm về công việc, đúng không ạ? Thì công việc ví dụ như chúng ta chọn nghề phù hợp, hay là ví dụ chúng ta ở đây chắc là nhỏ nó rất là thích đầu tư, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ biết được là những cái ngành chúng ta nên đầu tư vào lĩnh vực nào, đầu tư vào lĩnh vực nào. Hoặc là trong đầu tư đấy thì chúng ta ví dụ như coi hay là đầu tư vào chứng khoán là nên đầu tư vào mảng kiểu như thế nào, đúng không ạ? Đối tượng nào, công ty như thế nào thì mình nên đầu tư, mình cũng sẽ hiểu được đó. Hay là những cái thị trường nào phù hợp với chính mình. Và chúng ta ở đây trong thời điểm chúng ta có thể dự đoán được năng lượng và lên kế hoạch phù hợp và thành công hơn cho cái công việc của mình. Đấy, rất là hay về việc năng lượng, mọi người ạ. Và chúng ta cũng sẽ thấu hiểu được để phục vụ những cái đối tượng khách hàng của mình, phục vụ những cái mối quan hệ của mình để trao đúng cái giá trị mà họ cần, đúng không ạ? Và nhận lại được những cái mà chúng ta muốn. Rồi nếu ai mà ở đây làm việc đối nhóm chẳng hạn, thì sẽ hiểu được nhân sự, hiểu được đội nhóm của mình, và có thể tiến cử họ vào những cái vị trí nó rất là thích hợp. Hoặc ví dụ mình kết nối đầu tư với họ ấy, mình xem là họ có phù hợp với năng lượng của mình hay không, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta định mời hợp tác với một anh nào đấy, chúng ta có thể thông qua tên và ngày tháng năm sinh của chúng ta xem là cái anh đấy có phù hợp với trường năng lượng của mình hay không, có phù hợp với mảnh ghép của mình hay không. Thì từ đấy chúng ta sẽ có định hướng tốt hơn. Có rất là nhiều người chẳng hạn, hai người cùng giả sử như cùng số 1 chẳng hạn, là số 1 là một người rất là độc đoán, một người có cái tôi rất là cao chẳng hạn, giả sử như họ khi đầu tư cùng với nhau thì khả năng họ dễ dàng bị tranh cãi, bởi vì do ai cũng mong muốn là mình thắng, ai cũng mong muốn là phải theo ý mình, thì dần đến có thể trong một thời gian ngắn là hai người đầu tư sẽ dần đến có thể bị có những xích mích rất là lớn, hoặc thậm chí nữa là tranh cãi lẫn nhau. Nên khi mà chúng ta lựa phù hợp, hiểu được những cái người đối phương của mình nên lựa chọn phù hợp với ai để hợp tác cũng quan trọng. Hoặc là ví dụ như kiểu chọn tên doanh nghiệp, hoặc chọn số điện thoại, rồi chọn tên công ty vân vân, thì thần soạn đều giải quyết được hết khi mà chúng ta hiểu sâu về cái bộ môn này, thì tính ứng dụng rất là cao. Thì Hoa đang chia sẻ để chúng ta có một cái góc nhìn sâu hơn về tính ứng dụng, về công việc này, về gia đình này, về bản thân, và đặc biệt là bản thân chúng ta là cái quan trọng nhất đối với một cái bộ môn thần số mà chúng ta sẽ cần phải biết, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay ở đây là cái trên cái slide Hoa đang chia sẻ là có đến 17 chỉ số để chúng ta có thể thấu hiểu. Nhưng ngày hôm nay Hoa chia sẻ một cái chỉ số quan trọng nhất, đấy là chỉ số chủ đạo đường đời. Đây được gọi là một chỉ số mà chúng ta phải nương theo mà sống. Đấy, gọi là một cái chỉ số mà chúng ta bám sát giống như một cái đường ray ấy, thì chúng ta phải chạy theo cái đường ray này. Nếu chúng ta chạy đúng đường ray thì sẽ đường ray sẽ chạy được. Còn nếu chúng ta bị chạy lệch cái đường ray thì chúng ta có cảm thấy là có thể có tiền nhưng không được hạnh phúc, hoặc chúng ta cảm thấy rất là lận đận trong cái con đường đi của mình. Đấy, thì là chúng ta sẽ học về cách tính đường đời như thế nào và cách làm như thế nào để mình có thể biết được con số đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ biết, đúng không ạ?
Còn có thể có những nhiều buổi khác, có những chương trình khác thì Hoa có thể hợp tác hỗ trợ chúng ta biết những cái dự kiến, ví dụ như là các năm trong tương lai như thế nào, các tháng tương lai, chu kỳ vòng đời của chúng ta ra sao, đúng không ạ? Các cái giai đoạn như thế nào, những cái bảo mật của thành công ở đây, những cái bảo mật thành công của mỗi cá nhân là sao, thì đấy chính là những cái mà sẽ biết trong bộ môn này. Và ngày hôm nay nếu anh chị đã sẵn sàng để chúng ta đi tìm hiểu, đi khám phá về bản thân của mình nhá, thì hãy bình luận xuống chữ SS sẵn sàng cho Hoa được biết, để mà chúng ta sẽ bắt đầu cái việc cách tính này, cách tìm hiểu về con số này và cách ứng dụng của con số vào cái bản thân, vào cuộc sống của chúng ta. Comment SS đi ạ, sẵn sàng đi ạ. Anh chị hãy comment vào SS nhá. Mà không biết lúc nãy giờ cái tốc độ của Hoa có vừa phải không? Nếu mà chúng ta vừa phải nữa, hãy bình luận cho Hoa là số 1 để Hoa cũng sẽ biết để điều chỉnh cái tốc độ nó phù hợp với các anh chị đang ở đây nhé. Ok. Ok. Vâng, ok, mọi người đã bình luận 1 đúng không ạ? Và bình luận sẵn sàng. Chúng ta bình luận sẵn sàng để chúng ta sẽ bắt đầu. Và để mà chúng ta hiểu hơn thì đối với cách tính thì nó rất là dễ thôi. Hoa sẽ hướng dẫn cho chúng ta về những cái cách tính để mà bản thân chúng ta sẽ biết. Và đối với thân xoạp này là một trong những cái ngày sinh của chúng ta, là ngày sinh dương mọi người nhé. Ngày sinh dương và đặc biệt là ngày sinh trên chứng minh thư. Nếu mà ai mà chứng minh thư hiện, ví dụ như bản thân Hoa chẳng hạn, chứng minh thư là ngày sinh âm thì dùng là ngày sinh âm. Tức là quan trọng nhất là ngày sinh mà được kết nối với chúng ta. Trường năng lượng này sẽ bị ảnh hưởng khi cái số đấy theo chúng ta lớn hơn 3 năm. Ví dụ như là các anh chị, thực ra ngày sinh của mình là một ngày sinh khác, nhưng mà ngày sinh trên giấy tờ là một cái ngày sinh khác, thì chúng ta vẫn ưu tiên là ngày sinh dương, ngày sinh trên giấy tờ. Còn trong trường hợp mà chúng ta thấy là ngày khi mà chúng ta tự tính toán xem mà chúng ta thấy ngày sinh trên giấy tờ mới chính xác khoảng tầm 80% thôi, thì có thể chúng ta bị ảnh hưởng ít một trường năng lượng của ngày sinh cũ. Bởi vì là đối với bây giờ ấy, thì ngày sinh nó rất là đồng nhất. Nhưng cái thời mà có thể rất là nhiều anh chị, cái thời có thể là 7X này, 6X hoặc thậm chí là 8X ấy, thì ngày sinh chưa được sự thống nhất. Người thì là ngày sinh dương, người là ngày sinh âm, người là ngày sinh theo một kiểu, mà ngày sinh thật theo một kiểu. Vậy chúng ta lựa chọn ngày sinh ưu tiên, ngày sinh trên giấy tờ, đúng không ạ? Và sau đấy nữa là chúng ta có thể tính thêm một số ngày sinh đúng của mình, đó gọi là tính thêm thôi, để mình xem nó có trường năng lượng gì nó hỗ trợ cho mình thôi. Nhưng quan trọng vẫn trên giấy tờ. Đây là tại sao có rất là nhiều người chúng ta thấy bố mẹ, đúng không ạ? Hoặc là bản thân chúng ta là thường xem ngày này để đồng thổ này, thường xem ngày để làm cái này cái kia này, đúng không ạ? Bởi vì nó có một cái ý nghĩa nhất định, nó có một cái mục đích nhất định, đúng không ạ? Hay là chúng ta cũng thường là bố mẹ, hay ví dụ chúng ta sinh con, chúng ta bảo chọn cái ngày tháng sinh đẹp, sinh một ngày rất là đẹp để mà cho con, đúng không ạ? Bởi vì do ngày tháng năm sinh nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc đời của mỗi con người. Và đối với bản thân Hoa thì Hoa vẫn luôn thích là nó theo mang tính tự nhiên, nghĩa là theo tính tự nhiên nhất thì nó sẽ có những cái trường năng lượng tự nhiên tốt nhất. Vậy thì bây giờ Hoa sẽ tính cách tính của chữ số chủ đạo đường đời, đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ chia sẻ bảng nhé, sẽ chia sẻ một cái bảng sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái cách tính. Ok, để mà học bộ môn này mình sẽ cần một cái quyển sổ này và một cái bút. Bởi vì khi học mà mình thực hành luôn ấy, cho chính bản thân mình nhá, mình có thể có những cái đồ chín luôn. Là chúng ta hãy chuẩn bị cho Hoa là một cái quyển sổ và một cái bút. Nếu ai có sổ và bút rồi thì hãy bình luận cho Hoa là số 2. Còn nếu chưa có thì chúng ta hãy ngay lập tức đi lấy một quyển sổ và cái bút để Hoa có thể hướng dẫn cho chúng ta cái cách tính. Làm thế nào để có những cái cách tính tốt nhất và chuẩn xác nhất, đúng không ạ? Và đối với bộ môn này thì khi mà chúng ta biết cách tính ấy, chúng chỉ cần vài phút thôi, có thể là một phút là có thể thấu hiểu được người khác ngay lập tức rồi. Và chúng ta có thể giao tiếp và thấu hiểu rất là tốt về chính mình nữa. Ok, anh chị đã hầu phần hết đã có bút rồi đúng không ạ? Và bây giờ Hoa sẽ viết trên bảng này nhé, để cách tính, hướng dẫn cách tính.
Nếu chúng ta nhìn thấy rõ bảng, hãy bình luận số 3 cho Hoa nhé. Đây là bảng Hoa sẽ viết xuống cách tính cho mọi người dễ thấy. Ok, rất chuyên nghiệp đấy. Đúng không? Ở đây chúng ta sẽ bây giờ sẽ học cách tính của điều gì? Đó cách tính về số chủ đạo đường đời. Mọi người nhớ nhé, cách tính chủ đạo đường đời. Có thể nếu ai đã từng biết được môn thần số học rồi, có thể tìm trên mạng có những cách tính về chủ đạo đường đời. Tuy nhiên ngày hôm nay Hoa sẽ chia sẻ cách tính sâu nhất và có thể có góc nhìn tổng thể nhất về con số chủ đạo của mình, để mình hiểu về chính mình, hiểu về bản thân mình và mình lựa chọn những quyết định tốt hơn trong cuộc sống, trong đầu tư của chúng ta. Cách tính số chủ đạo. Bước 1 đó, bước 1 là chúng ta hãy viết ngày sinh của chúng ta đã. Bước 1 là viết ngày sinh ạ. Chúng ta hãy viết ngày sinh của chúng ta. Đúng không ạ? Bước 2 của chúng ta là chúng ta đảo ngày sinh. Hoa sẽ thực hành luôn để chúng ta thấy nhá. Đây ạ, ví dụ nhá. Hoa sẽ ví dụ một cái con số, giả sử như để ví dụ bản thân mình cho nó dễ này. Ví dụ như cô Hoa là 27 này, tháng 2 này, 1995. Ví dụ đây là bản thân mình. Ví dụ đây là bản thân mình. Thì bước 1 chúng ta viết ngày sinh đúng không? Bước 2 chúng ta đảo ngày sinh sẽ đảo như sau. Chúng ta viết ngược lại 1 9 5 0 2 27. Đấy, là chúng ta sẽ viết đảo ngược cái ngày sinh của mình. Bước 3 là chúng ta cộng các con số. Cộng các con số. Bây giờ Hoa sẽ hướng dẫn mọi người cách cộng nhé. Tức là chúng ta sẽ cộng các con số với nhau. Ví dụ ở đây 1 cộng 9 là 10, 10 cộng 9 là 19, 19 cộng 5 là 24. Thì chúng ta sẽ viết 24 ở đây. Viết 24 ở đây, đúng không ạ? Và ở đây 24 thì chúng ta 2 cộng 24, 24 cộng 0 là 24, 24 cộng 2 là 26. Chúng ta viết 26 xuống, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cộng tiếp 26, chúng ta cộng 2 cộng 7 nhá, chứ không phải là cộng 27, nghĩa là chúng ta cộng 2 cộng 7, đúng không ạ? Đó, chúng ta cộng tiếp 26 cộng 2 là 28, đúng không ạ? 28 cộng 2 là 35. Đấy. Và sau đấy nữa, 3 cộng 5 chúng ta cộng tiếp. Chúng ta cộng làm sao đưa về một con số, đưa về một con số thôi. Một con số cuối cùng. Một con số. Và lúc đấy, đối với cái số 8 này, chúng ta hãy vòng cho Hoa là vòng ô vuông, thì nó Hoa sẽ giải thích vòng ô vuông cho Hoa. Và số cần kề về đây là vòng tam giác, tức là dưới cái này là vòng tam giác. Vòng tam giác, và nên là ô vuông. Thì đưa về một con số, ví dụ 35 thì 3 cộng 5 thành 8. Nhưng có một số con người có số đặc biệt, ví dụ như số 11, 11, 22, 33. Chúng ta để nguyên và không cộng về. Chúng ta để nguyên bộ số này. Đáng lẽ là 11 thì 1 cộng 1 bằng 2, đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta sẽ không cộng mà chúng ta để nguyên luôn 11, 22, 33. Bởi vì đây là con số đặc biệt. Đây là khi mà chúng ta để nguyên thì tí nữa chúng ta sẽ biết ý nghĩa của những cái con số đặc biệt này. Đấy là bước 2 của chúng ta. Là chúng ta sẽ thực hành. Đúng không? Số 10 nhất, số 10 vẫn là 1 mà nó có ý nghĩa thêm là số hoàn chỉnh thôi. À, nói đoạn cuối đúng không? Ok, Hoa nói lại này. Bước 1 này, bước 2 là đảo ngày sinh này. Bước 3 là chúng ta cộng các con số. Ví dụ ở đây thì Hoa sẽ cộng hết con số này 1995 cộng lại được 24. 1 cộng 9 cộng 9 cộng 5 bằng 24. Sau đấy nữa 24 về cộng với 2 là 24 cộng 0 cộng 2 bằng 26. 26 cộng 2 cộng 7. 26 cộng 2 28, 28 cộng 7 bằng 35, đúng không ạ? Bằng 35. Thì Hoa lấy 35. 35 vẫn chưa phải là một con số cuối cùng. Đây Hoa lại tiếp tục là 3 cộng 5 bằng 8. 3 cộng 5 bằng 8, đúng không ạ? Và sau đấy 8 là con số cuối cùng. Trong trường hợp cái số cuối cùng này, cái số này là số 11, 22, 33, thì chúng ta giữ nguyên không cộng về một con số cuối cùng nữa.
bởi vì đó là những số đặc biệt trong phần số học, nên là chúng ta sẽ để nguyên, đúng không ạ? 38 thì 3 cộng 8 sẽ là 11. 11 thì chúng ta, đối với 11 đấy, chúng ta phải là 11 ở đây mọi người nhé. 11 phải là cái số chỗ này, này dưới này thì mới để nguyên này. À đâu? À 3 cộng 8, à đúng rồi, 3 cộng 8 là 11, 11 đã giữ nguyên nhá. Nếu 3 cộng 8 ở đây là 11 thì 11 giữ nguyên. Vẫn là con số, ta tưởng là ở phía trước. 3 cộng 8 là 11 thì 11 vẫn là chúng ta giữ nguyên, không cộng tiếp nữa, 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Mà chúng ta để nguyên là chỉ số 11. Còn trường hợp ví dụ như ai là 39 chẳng hạn, thì 3 cộng 9 là 12. Thì 12, 3 cộng 9 là 12, chúng ta sẽ tiếp tục là 12 thì 1 cộng 2 bằng 3. 1 cộng 2 bằng 3. Còn trường hợp 11 cộng lại bằng 11, 22, 33 giữ nguyên. Đúng rồi. Đấy nhá, chỗ này mọi người hiểu chưa? Nếu mà số 11 là giữ nguyên, thì 3 cộng 8 cuối cùng ở đây. Còn trường hợp ví dụ như 3 cộng 9 này, hay là 4 cộng 8 bằng 12, đúng không ạ? Hay là ví dụ như 9 cộng 7, 9 cộng 7 16 thì số cuối cùng vẫn là bằng 7. Đúng không ạ? 33, nếu ai 33 là giữ nguyên. Những số 11, 22, 33 là những số đặc biệt. Tức là đối với bản thân của mỗi người ấy, sẽ có một số khác nhau. Và những cái số đặc biệt thì giống như là sẽ có những trường năng lượng đặc biệt, đúng không ạ? Thì tí nữa chúng ta sẽ biết. Thì đây là cái cách tính đầu tiên ạ. Cái bước 4, lập biểu đồ. Chúng ta sẽ hướng dẫn mọi người lập biểu đồ. Lập biểu đồ. Bước 4 là lập biểu đồ. Bây giờ nhé, lập biểu đồ như thế nào? Đối với bản thân của chúng ta ấy, thì đầu tiên chúng ta lập biểu đồ. Thứ nhất là chúng ta viết giống như hoa này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, không. Chúng ta viết y nguyên như biểu đồ này nhá. Đấy, viết nguyên y nguyên như thế này trước. Đó, viết y nguyên. Và sau đấy chúng ta sẽ vòng tất cả các con số xuống đây, ví dụ 1995 đúng không ạ? Những số ở đây này được gọi là sinh ra đã có, những số này được gọi là ngày sinh, trong những số trong ngày sinh của chúng ta được gọi là sinh ra đã có, nên chúng ta sẽ vòng này, ví dụ 1995 này, 1 này, 9 này, 9 này, hai lần số 9 chúng ta vòng hai vòng, 5 này, 0 này, 0 này, 2 này, 27 này, ví dụ như 2 này, 7 này. Đấy. Tiếp tục ở đây chúng ta thấy hoa lúc nãy tại sao vòng tam giác đúng không ạ? 3 năm ở đây này, số cuối cùng ở đây này, 3 năm này này. Vòng tam giác đây chúng ta cũng sẽ vào đây vòng tam giác ạ. 3 5. Còn ở đây chúng ta thấy hoa ô vuông thì ở đây chúng ta vòng ô vuông. Đấy, đây chúng ta thiết lập cái biểu đồ. Chúng ta thiết lập biểu đồ. Được chưa? Mọi người sẽ tự thiết lập nhá. Bây giờ mọi người tự thiết lập hoa, cho mọi người khoảng 1 phút để thiết lập, để ai chưa hiểu cách thiết lập hoa sẽ hướng dẫn. Bước 1, bước 4 là thiết lập biểu đồ, chúng ta viết hết tất cả con số theo đúng dòng như thế này. Và sau đấy nữa chúng ta sẽ vòng tròn là những cái sinh ra đã có, nghĩa là cái này sinh ra là có này. Đấy, làm hoa vòng tròn lại. Đúng không ạ? Còn tam giác ở đây gọi là sau 21 tuổi mọi người nhá. Tức là sau 21 tuổi mới có năng lực của số 3 và số 5. Ở đây, sau 21 tuổi. Còn đây được ô vuông được gọi là số chủ đạo đường đời. Chủ đạo đường đời. Lúc nãy chúng ta vừa nghe Hoa chia sẻ ạ, số chủ đạo đường đời là số quan trọng nhất, hay còn gọi là số nương theo mà sống. Ở đây chúng ta nếu biết số chủ đạo đường đời, làm theo đúng cái số này, chúng ta sẽ có một cái đường ray rất là tốt, và chúng ta sẽ định mang đến đích đến thành công nhanh hơn. Đúng không ạ? Thì mình sẽ vòng ở đây. Thì ai đã làm được biểu đồ thì chúng ta bình luận xuống đã làm được biểu đồ cho Hoa được biết nhá. Hoặc là có ai có những cái thắc mắc gì, một là chúng ta bật rung lên để chúng ta hỏi, hai là chúng ta bình luận, Hoa sẽ hỗ trợ cái phần này đã. Phần này phải chính xác thì tí nữa đến phần tiếp theo chúng ta sẽ hiểu hơn về bản thân mình. Hoa sẽ hướng dẫn cách đọc như thế nào. Cách tính chỉ đơn giản là như vậy thôi, đúng không? Đây là cách tính Hoa chia sẻ. Cái quan trọng nhất là nghĩa chúng ta biết đọc các con số. Các con số này nói lên điều gì cho bản thân mình, đúng không ạ? Các con số nói lên điều gì? Thì chúng ta tí nữa Hoa sẽ dẫn cái cách đọc các con số như thế này, đúng không ạ? Cách tính thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Giống như kiểu là đối với đi kê thuốc ấy, đúng không ạ? Chúng ta bác sĩ kê thuốc xong tới ra một cái hiệu thuốc, nhưng mà hiệu thuốc đấy mà không biết cách đọc thì cũng sẽ cắt thuốc bị sai, đúng không nào? Thì ở đây là chúng ta phải biết cách đọc các con số. Thì chúng ta sẽ biết cách đọc.
số 28, số 28 ở chỗ nào nhỉ? Mọi người số 28 ở chỗ nào? Nếu số 28 ở đây nhá, nếu số 28 ở đây thì 2 cộng 8 bằng 10. Chúng ta ghi ở đây bằng 10. 10 thì vẫn là 10 thì chúng ta vẫn ghi 10 nhưng chúng ta phải 11 cộng 0 được bằng 1, 1 cộng 0 được bằng 1. Đấy. Nếu số 11 cuối cùng thì làm như thế nào? Số 11 cuối cùng ấy, đối với số 11 thực chất nó là số 2. Thực chất 1 cộng 1 là số 2. Thì chúng ta khi mà vòng bản mệnh ấy, thì chúng ta vẫn vòng ô vuông là số 2 cho Hoa. Nhưng vẫn lưu ý là sẽ có số 11. Để tí nữa chúng ta đọc số 11. Tức là khi mà chúng ta trong cái bản này thì ô vuông vẫn là số 2. Nhưng mà chúng ta vẫn lưu ý phải có số 11. Để tí nữa có nó có trường năng lượng của số 11. Những ai số 11, 22, 33 ấy, thì 11 thì 1 cộng 1 bằng 2 đúng không ạ? Thì người này vừa có trường năng lượng của số 2, vừa có trường năng lượng của số 11. Nhưng người nào ví dụ như cộng lại bằng 2 nhưng không phải là 11 cộng lại thì lúc đấy nó là chỉ có trường năng lượng của số 2 thôi, không có trường năng lượng số 11. Những người mà trường năng lượng ví dụ trường năng lượng của số 22 chẳng hạn thì là sẽ có là sẽ ô bạn mệnh sẽ là ô vuông là 4, nhưng thực chất nó bạn ấy sẽ mang hai trường năng lượng là trường số 4 cộng với số 22. Đấy. 38 cộng lại là 11. 11 đã thành ở đây đúng không? 11 là bản mệnh đúng không? Nếu là 11 là bản mệnh ở đây này, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta vẫn để số 11 nhưng khi mà khoanh tròn vào đây chẳng hạn thì số 11 phải được cộng lại. Số 11 phải được cộng lại. Là 1 cộng 1 bằng 2. Thì phải khoanh ô vuông ở đây. Trong cái ô vuông thì chúng ta vẫn để số 2. Đúng không ạ? Nhưng mà trong cái phần này chúng ta vẫn để nguyên số 11 để chúng ta tí nữa chúng ta còn biết là chúng ta có số 11. Về cơ bản ấy, các bạn cứ yên tâm để mà làm sau đó biết qua được cái để Miss Hoa sẽ đưa ra. Sau đó là sau này ai cần lấy số thì có thể lấy. Về cơ bản mình học qua cho nó nhanh, sau đó để mình sẽ lộn lại để làm sao mình hiểu mình ấy. Ok, cứ bình tĩnh thôi. Đây, đây là đây bảng nhỏ đúng không? Kéo kéo lên cho mọi người thấy đi nhá. Đúng rồi, 37 thì bằng 3 cộng 7 bằng 10. 10, 10 thì sẽ bằng 1. Tức là chúng ta phải làm sao đưa về một con số cuối cùng. Một con số cuối cùng, đúng ạ. Chỉ có 11, 22, 33 thì chúng ta trên đường này chúng ta để nguyên thôi. Còn lại là phải số cuối cùng bằng một số cuối cùng hết. Một số cuối cùng hết. Còn một chắc là một người, một số người là số đặc biệt, đúng ạ. Nên là sẽ cảm thấy là mình số đặc biệt nên như thế nào. Số đặc biệt đầu tiên này, phần để là 11, 22, 33. Chỉ duy nhất trường hợp khi mình vòng ô vuông ở đây, đúng không ạ? Ví dụ Hoa ô vuông là 8 thì Hoa vòng ở đây là số 8. Vậy chúng ta vòng ô vuông là số nào? Số 11 vòng ô vuông là số 2. Ta vòng ô vuông đúng không ạ? Là số 2. Số 22 vòng ô vuông là số 4. Số 3 vòng ô vuông là số 6. Được. Đấy, vòng khi vòng ô vuông ở đây thôi ạ. Thì chúng ta chỉ khác ở ô vuông thôi. Ok, có những ai đã, mọi người đã xong hết chưa nhỉ? Đã lập xong bảng nhé. Cái bảng này rất là quan trọng này. Ví một cái bút thì như một cái tờ giấy, đúng không? Sau đó là làm để hiểu về bản thân chúng ta, đó, tập trung đúng vào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ biết một con số đó là hiểu bản thân. Về comment đi, comment một đi. Lớp mình một lớp thôi, như lớp đại học thôi. Comment đi ạ, comment số 1. Đây chỉ là con số và... Hoa nói tiếp nhé. Ô tam giác được gọi là cái năng lực này sẽ phát triển sau 21 tuổi. Tí nữa Hoa sẽ hướng dẫn. Nên chúng ta cứ làm theo tam giác là ô này là phát triển sau 21 tuổi, còn ô vuông được gọi là số chủ đạo đường đời, còn cái vòng tròn này được gọi là sinh ra đã có. Vòng tròn này chúng ta ghi ạ, vòng tròn này được gọi là sinh ra đã có, tức là năng lực sinh ra đã có rồi, đúng không ạ? Còn đối với tam giác này sau 31 tuổi, nghĩa là cái năng lực này sau 31 tuổi, 21 tuổi chúng ta bắt đầu mới được có năng lực hoặc mới được phát triển, hoặc là lúc đấy chúng ta thông qua quá trình đúc kết kinh nghiệm bắt đầu mới thành kỹ năng cho mình. Đấy. Còn bản mệnh là cái con số chủ đạo quan trọng nhất của mình. Đấy, ok. Bây giờ là cái cách đọc đang như thế nào đúng không ạ? Thì đầu tiên ấy, chúng ta cách đọc chúng ta phải hiểu con số, các con số. Số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì, các con số đúng không ạ? Thì Hoa sẽ cho một cái bảng biểu để chúng ta sẽ hiểu các con số hơn. Đó là một cái bảng biểu nói về các con số ấy. Đầu tiên là các số này được trước nhá. Từ 1 đến 9. Đây là các con số từ 1 đến 9 mọi người ạ.
từ 1 đến 9 thì sẽ có một cái con số riêng. Và ở đây là một cái con số này từ 1 đến 9 ở đây. Thì chúng ta sẽ cùng xem tên cái bảng của mình nhé, từ 1 đến 9. Thì bây giờ cái cách đọc bước màu này chúng ta sẽ đọc là đọc ô vuông trước. Đọc ô vuông trước này. Sau đến đọc tam giác. Sau đến đọc có nhiều vòng tròn. Và sau đấy là đọc cái thiếu. Đây Hoa sẽ hướng dẫn mọi người nhé, cách đọc này, cách đọc để mình thấu hiểu mình này. Bây giờ là chúng ta phải tự thấu hiểu mình đúng không ạ? Đầu tiên là đọc ô vuông, nghĩa là đọc cái số chủ đạo mà chúng ta vào mới này, đọc ô vuông. Đấy. Sau đấy đọc ô vuông xong là đọc tam giác, những cái nào có tam giác thì mình đọc. À, sau đấy nữa là mình đọc nhiều vòng tròn. Đây vòng tròn đây. Ví dụ đây có hai vòng tròn này. Hai vòng tròn này. Đấy, đọc nhiều vòng tròn. Và cuối cùng là đọc cái thiếu, những ví dụ hoa số 4, số 6 đây là bị thiếu. Bị thiếu nên là cái bị thiếu này là mình sẽ là có năng lực mà mình sẽ cần phải cải thiện. Những cái mà mình sẽ cần phải giống kiểu một là mình tìm mạnh ghép, hai là mình phải cải thiện là những cái thiếu, ví dụ hoa thiếu số 4 và số 6 là cái cải thiện, đúng không ạ? Đấy, hoặc là nhiều người là ở đây là chỉ ngày sinh thôi. Nhưng sau này chúng ta có thể thông qua cái tên chẳng hạn, cái tên có thể bổ sung cho ngày sinh. Ví dụ chúng ta đang biết cái tên của cái ngày sinh của mình đang thiếu cái này. Nhưng nếu cái tên của chúng ta bù đắp được cho phần thiếu thì cũng sẽ hỗ trợ được rất là tốt cho mình, đúng không? Hoặc là cái tên của mình bù đắp cho cái năng lực nào mình muốn ở đây cũng rất là tốt. Nên là ví dụ như ai mà có con chẳng hạn, thông qua ngày sinh của con mình muốn đặt tên nào phù hợp thì thông qua cái bộ môn này sẽ biết tính toán các ngày sinh phù hợp. Thì bây giờ nhá, Hoa sẽ cho cái bảng này. Mọi người hãy ghi nhát xuống cái ngày sinh của Hoa đấy, ghi nhát xuống cái ngày sinh của Hoa để Hoa chia sẻ cái bảng đọc. Và sau đấy chúng ta nghe Hoa cách đọc đã, sau tự đọc cho chính mình. Đấy, tự đọc cho chính mình. Cái rất là hay là tự đọc cho chính mình luôn. Thì bây giờ cứ nghe Hoa cách đọc của bản thân cái bài này đã này. Đấy, cái bài này đọc đã, mọi người ghi xuống vẽ lập biểu đồ ngày này đã. Để Hoa chia sẻ một cái màn hình khác thì màn hình này sẽ không phải ngày sinh nữa. Đây là chúng ta sẽ không thấy được Hoa cách đọc. Và mọi người sẽ ghi nhắc xuống cái ngày sinh này giúp Hoa. Nếu ai ghi xong rồi bình luận số 2 cho Hoa nhé. Ghi xong rồi cái ngày sinh này ghi nhắc xuống. Ok, mọi người cho một phút nhé. Ok, cả nhà ấn số 2 đi để cho mọi người đã hiểu qua. Sau đó cứ yên tâm để mình hiểu về bản thân mình. Miss Hoa sẽ có cái cách để hiểu bản thân mình. Sau đó là chúng ta mới quay ngược trở lại trong vấn đề đầu tư. Tức là mình sẽ được trang bị rất rất nhiều các kiến thức để mình có thể hiểu được các cái môi trường đầu tư, hiểu được cái cách để vận hành theo mình như thế nào. Ok. Đúng rồi ạ. Chúng ta phải hiểu ạ. Trang bị kiến thức ạ. Ok, chúng ta đã ghi xong rồi đúng không ạ? Ok, ghi xong rồi. Bây giờ Hoa chia sẻ cái màn hình này để chúng ta nhìn các con số nhé. Và sau đấy nghe Hoa cái cách đọc bản thân, cái cách đọc này thì chúng ta sẽ đọc đúng không ạ? Đây là các cái con số, tức là mỗi con số đều có những cái rung động riêng, đúng không ạ? Thì con số, mỗi con số sẽ có hai trường năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Vậy lúc nào trường năng lượng tích cực mà lúc nào trường năng lượng tiêu cực? Trường năng lượng tiêu cực là chúng ta thấy rất là nhiều vòng, tức là lớn hơn 4 vòng thì lúc đấy trường năng lượng tiêu cực. Ví dụ có người nào đấy số 1 chẳng hạn, vòng ở đây là có 4 vòng cơ, 4 vòng tròn ấy, 4 vòng tròn hoặc là 4 vòng cả tam giác, cả ô vuông, cả vòng tròn ở đấy, từ 4 trở lên được gọi là rơi vào cái trường năng lượng tiêu cực, là năng lượng xấu. Còn người nào mà 2 đến 3 vòng là gọi là trường năng lượng tốt. Đấy. Còn người nào mà không có cái vòng nào, ví dụ bản thân Hoa là số 4, số 6 không có năng lượng nào, nếu Hoa thiếu đi những cái số 4 và số 6 nên Hoa sẽ cần phải bổ sung cho mình thông qua tên, hoặc tên ở nhà, hoặc số điện thoại, hoặc bất cứ một cái gì đấy để bổ sung cho mình, để mình là gọi là cân bằng nhất trong cuộc sống. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe Hoa đọc. Đầu tiên này, chúng ta đọc về ô vuông đúng không ạ? Đọc về số chủ đạo đường đời. Vậy ô vuông của Hoa là số 8, vậy chúng ta giám vào bảng số 8 là gì? Đúng không ạ? Số 8 là gì? Ví dụ như bản thân Hoa số 8 thì là một người có khả năng về tổ chức cực kỳ là tốt và quản lý. Là từ lúc mà bản thân mình sinh ra không biết tại sao mà mình rất là thích làm leader, mình rất là thích làm những cái vị trí lớn. Hoặc là từ lúc mà gọi là đi học ấy thì bắt đầu ra trường là mình không làm thuê một công ty nào hết, bắt đầu xây dựng công ty luôn. Bởi lúc đấy rất là thích về khởi nghiệp, rất thích là về những cái công việc mà quản lý và tổ chức. Bởi do bản mình số 8
Nên may được cái là mình đi theo đúng cái đường đời và đi theo đúng sở trường. Thì do là bản thân Hoa cũng làm sinh nhật vân tay nữa, thì bản sinh nhật vân tay của Hoa này rất là hợp với cái bảng phân số này luôn, rất là chính xác, đúng như phân số này luôn, là trong bản sinh nhật vân tay cũng giỏi nhất, cái mạnh nhất của mình là quản lý và lãnh đạo. Thì ở đây cũng vậy, cái khả năng của một mình tốt nhất ở trong cái chủ sở đường đời và mình làm gì thì làm, mình phải bám sát là mình phải là nhà quản lý, mình phải người là có khả năng lãnh đạo. Và tiếp theo nữa, đối với 8 số 8 này được gọi là người liên quan đến kinh doanh. Người liên quan đến kinh doanh nghĩa là một cái con người mà sẽ cần phải kinh doanh. Nếu mà không kinh doanh là người đấy sẽ không, gần như là không đi theo đúng cái trường năng lượng của mình, thì sẽ cảm thấy rất là tù túng. Nên bản thân Hoa làm gì thì làm, nhưng mà tất cả đều là kinh doanh hết, đúng không? Từ lúc mà sinh viên cũng mở cửa hàng kinh doanh, rồi ra trường bắt đầu cũng mở công ty, rồi đến bây giờ cũng tần số học cái mọi thứ cũng là kinh doanh. Nghĩa là mình làm gì thì làm vẫn liên quan đến kinh doanh rất là nhiều. Thì những người số 8 là thì bắt đầu phải kinh doanh, đúng không ạ? Và những người nào mà đối với số 8 ấy, thì những người này sẽ có một cái nữa là cái nhu cầu về tự do tài chính nó rất là cao. Về việc tài chính rất đặt cái vấn đề rất là lớn trong cái việc cái cuộc đời của họ đi chinh phục cái con người của mình, và luôn đặt những cái mục tiêu rất là lớn trong cuộc đời của mình về con số, về tài chính. Và họ cực kỳ nhạy cảm về con số luôn. Bản thân Hoa thấy mình rất là nhạy cảm về các con số. Giả sử như khi mà mình không nghiên cứu một cái gì đấy, nhưng mà kế toán đưa cho mình một cái bản báo cáo, mình chỉ cần liếc qua thôi là mình không là người đặt bút tính đâu, nhưng mình biết ngay bản ấy đang chưa đúng ở chỗ nào luôn. Nghĩa là người có khả năng rất là nhạy cảm về con số luôn. Đấy là con số, ví dụ nói về con số 8 ấy, chỗ nào đúng đâu. Đấy. Và mình làm gì, những người số 8 ấy làm gì thì họ luôn có những câu hỏi rất là lớn. Tôi được gì, tôi mất gì. Tức là bởi vì họ liên quan đến kinh doanh mà, nên họ nhảy số rất là cao. Tức là ví dụ như tôi làm cái này tôi sẽ bao lâu tôi thu hồi vốn, tôi nên đầu tư khoảng bao nhiêu, tôi nên làm gì cho hành động tiếp theo. Nữa là người số 8 luôn đưa ra những câu hỏi như vậy rất là nhiều. Nên ở đây ai số 8 có thể cũng tự chiêm ngưỡng lại chính mình về xem là cái số 8 của mình có đúng không. Và người này thì khá rất là thích, đó là thích nữa liên quan đến việc là giống như kiểu là thích nổi tiếng, thích những cái sự khen ngợi ấy. Thì bản thân mình thế, tức là mình luôn luôn mong muốn là được nhiều người biết đến, để gọi là sự nổi tiếng ấy. Là thích gọi là thích những cái mà vị trí một chút, thích một cái vị trí một chút, hoặc là những người mà có một cái thành tích, mong muốn đạt được một thành tích được người khác công nhận. Nên giả sử chúng ta có con chẳng hạn, thì mình phải công nhận cái năng lực, hay bản thân của mình cũng phải tự công nhận cái năng lực của chính mình. Ví dụ như các anh chị ở đây chẳng hạn, ví dụ mình đầu tư ngày hôm nay mình đầu tư rất là tốt, ví dụ con số chỉ lên một chút thôi, hoặc là mình lựa chọn cái đầu tư đúng chẳng hạn, mình hãy công nhận cái năng lực đấy của mình. Tức là mình biết công nhận, ví dụ như Hoa luôn công nhận là tôi có khả năng là ví dụ khả năng về kinh doanh, tôi có khả năng thấu cảm, tôi có khả năng gì đấy, mình hãy công nhận hết năng lực. Mình càng công nhận thì mình sẽ càng đạt được cái việc là nó sẽ đến với mình nhiều hơn. Đấy, thì đối với người khẩu 8 rất là thích những cái số như vậy, và số này là số chính. Nên Hoa làm gì thì làm cũng phải kinh doanh. Và kinh doanh là con đường thành công của bản thân Hoa. Kinh doanh là con đường thành công của bản thân Hoa. Hay là ví dụ một người nào đấy là số, ví dụ một người nào đấy là Hoa, ví dụ như số 3 chẳng hạn là bản mệnh đi. Số 3 bản mệnh chẳng hạn. Thì người này có khả năng thuyết phục này, đúng không ạ? Có khả năng khéo léo này, có quay trầm giao tiếp. Nên người này làm gì thì làm thì phải làm bằng miệng. Phải làm bằng miệng, chứ làm bằng cái khác là khả năng thành công không cao. Cứ làm bằng miệng, hoặc là ví dụ bán hàng cũng miệng, đúng không ạ? Đào tạo cũng miệng. Hoặc là mình giao tiếp một cái gì đấy, đối ngoại, tức là mình phải làm bằng miệng rất là nhiều. Hoặc là nhờ vào sử dụng cái miệng mình nhàn hạ cái thân rất là nhiều. Những người số 3 luôn luôn làm miệng, mà miệng mép rất là tốt luôn, cực kỳ là tốt. Và họ sử dụng cái miệng để sử dụng thiết lập những mối quan hệ, và họ có thể có những mối quan hệ cực kỳ là chất lượng luôn. Và từ mối quan hệ đấy họ có thể khả năng là đầu tư, có thể là đầu tư hay là bất cứ một cái việc khác tận dụng vào cuộc sống của mình. Thì đến quan giả sử như ai là số 3 chẳng hạn, đấy là sử dụng cái miệng, khả năng giao tiếp, đúng không ạ? Thì từ giao tiếp mà có thể có những thành công trong cuộc sống, trong công việc, trong mối quan hệ. Hay là ví dụ như ai là số 1 chẳng hạn, ví dụ là số 1 thì cũng là một người lãnh đạo này, cũng một người tiên phong. Nhưng người này cực kỳ làm việc cực kỳ là độc lập. Nên là ví dụ như chúng ta ứng dụng vào đầu tư đi, giả sử ứng dụng về đầu tư là số 1, thì người này làm việc rất là độc lập. Nên là người này có khả năng quyết đoán rất là cao. Nên là họ có khả năng mạo hiểm tốt. Họ khả năng mạo hiểm tốt, nghĩa là họ ví dụ đầu tư, họ có khả năng tốt về việc đầu tư các con số mạo hiểm. Đầu tư các con số mạo hiểm đấy. Và họ có thể có khả năng nhảy bén rất là nhanh. Nên họ cứ đầu tư tốt vào những cái số mà người khác ít đầu tư, có thể họ lại đầu tư. Đấy là con số 1 đấy, là thích những cái sự mạo hiểm như vậy. Hoặc là những người là số 2 chẳng hạn. Những người số 2 chẳng hạn thì số 2 là người có khả năng phân tích đi. Những người có khả năng phân tích thì những người này khi mà chúng ta giao tiếp ấy, chúng ta nói gì thì nói,
nhưng mà họ nói họ cứ chưa có khả năng chốt ngay được luôn đâu. Họ sẽ phải về tìm phân tích, họ phải tìm ra rất là nhiều thông tin. Hoặc là ví dụ bản thân ấy đầu tư, họ sẽ cần phải tìm rất là nhiều dữ liệu, rất là nhiều thông tin về công ty đấy có tài sản như thế nào, công ty đấy có những cái gì mà có khả năng thanh khoản ra sao vân vân. Nghĩa là họ sẽ tìm rất là nhiều cái thông tin để họ phân tích. Sau khi phân tích xong họ mới quyết định có đầu tư hay không. Những người số 2 là như vậy. Và bản thân mình hiểu mình thì mình hãy phải luôn, giả sử mình là số 2, mình phải hiểu đó là mình phải luôn đi tìm thông tin. Mình phải luôn đi tìm thông tin để mình có đầy đủ thông tin để ra quyết định chính xác nhất, chính xác nhất. Nên là đối với mỗi người sẽ có một con số riêng. Và cái con số bản mệnh là con số ô vuông mà Hoa đang chia sẻ sẽ là con số cực kỳ là quan trọng, cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Nên là mỗi chúng ta hãy thấu hiểu về con số của mình. Đây là bảng tóm tắt thôi. Còn ví dụ như ai muốn những con số chi tiết hơn, rõ hơn thì nó sẽ có bảng con số chi tiết. Còn đây Hoa đưa ra những cái con số gọi là những cái từ khóa key quốc nhất để chúng ta nhớ từ khóa trước. Còn giải thích sâu hơn nữa thì sẽ có những cái riêng của nó. Tiếp theo nữa thì chúng ta Hoa đang đọc ô vuông đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa chúng ta đọc cái phần tam giác, tức là năng lực ở đây này. Năng lực là tam giác ở đây là năng lực phát triển đúng không ạ? Ví dụ như Hoa ở đây là tam giác của Hoa là số 3 và số 5. Số 3 cái năng giao tiếp, nên là từ 21 tuổi Hoa năng lực giao tiếp của Hoa mới tốt. Đúng không ạ? Nên là tại sao mà Hoa thấy trước 21 tuổi ấy, thì mình khả năng giao tiếp của mình bình thường lắm, hoặc là được nhiều người đánh giá không cao đâu, nhưng tại sao sau 21 tuổi Hoa thấy tự nhiên là mình đào tạo trở thành một nhà đào tạo này, mình nói rất là nhiều này, đúng không ạ? Nên bởi vì do cái năng lực của giao tiếp của Hoa, do sau 21 tuổi Hoa mình được phát triển này, nó mình được quy hồi tụ về năng lực này. Nên Hoa thấy tại sao sau 21 tuổi mình lại trở thành nhà đào tạo, mình lại trở thành một người nhà truyền cảm hứng, bởi đơn giản do số 3 này của mình, và nó thôi thúc mình phải làm, thôi thúc mình phải làm diễn giả, thôi thúc để mình phải làm nhà đào tạo, đúng không ạ? Dù là công việc chính của Hoa vẫn kinh doanh, nhưng bên cạnh đấy Hoa vẫn là nhà đào tạo. Hoa đào tạo trong lĩnh vực nuôi dạy con, các cha mẹ nuôi dạy con đấy, nên nó cũng là các giảng viên tại Unikai Elumor. Bởi vì do cái số 3 này, do số 3 này hỗ trợ mình rất là nhiều, đúng không ạ? Nên mới có khả năng đào tạo, khả năng diễn thuyết, khả năng thuyết trình là nhờ vào số 3. Đấy là do 21 tuổi Hoa mình có, Hoa vui được quy hồn đấy. Và càng ngày Hoa thấy mình càng ngày càng có những cái tính mạo hiểm hơn. Trước hay kiểu ăn chắc mặt bền lắm, nhưng bây giờ cảm thấy có mạo hiểm hơn. Và có những cái liên quan đến biết là sử dụng số 5 này, là liên quan đến việc là khả năng hành động rất là tốt, và tốt hơn rất là nhiều. Đấy. Rồi, đấy là đọc ngắn gọn cho mọi người sẽ hiểu nhé. Tiếp tục nó đọc vòng tròn chẳng hạn. Đọc vòng tròn, nhiều vòng tròn thì Hoa có số 2 và số 9 là nhiều vòng tròn đúng không ạ? Số 2 và số 9 là người có nhiều vòng tròn. Thì ở đây là số 2 liên quan khả năng phân tích, logic, tình cảm, người không thích những cái sự mâu thuẫn. Đúng không ạ? Thì đối với bạn Tấn Hoa ấy, thì là khả năng phân tích của mình ấy, tức là ví dụ ai muốn chốt sale của Hoa không dễ đâu. Bởi vì chốt sale của Hoa thì Hoa sẽ cần phải phân tích rất là nhiều. Mình phải có những cái dữ liệu, mình phải có những thông tin để mình phân tích. Sau phân tích xong rồi tự mình chốt sale chính mình. Nên là chúng ta làm việc với khách hàng, mình gần như là họ không dễ dàng chốt sale đâu. Mình tự mình chốt sale chính mình khi mình có đủ thông tin. Người đấy hiểu mình là có số 2 này, người đấy chỉ cần đưa thông tin cho mình thôi thì mình chủ động chốt sale. Mình chủ động chốt sale. Đấy. Và cũng thích luôn thích cái sự hoa giải. Không thích kiểu là theo kiểu là ví dụ như rất là nhiều người không có số 2 chẳng hạn. Cái gì cũng muốn mình là nhất. Độc tài, độc đoán là nhất. Nhưng đối với Hoa, bản thân Hoa luôn mong muốn suy hướng về việc sự hoa giải. Đấy. Tức là mình thấy con số 2. Tương tự như con số 9 cũng vậy. Và khi chúng ta đọc về năng lực mạnh. Năng lực mạnh ở đây là tham vọng, có sức ảnh hưởng. Rồi liên quan đến nữa là những cái ước mơ có tính cộng đồng và xã hội. Đúng không ạ? Tức là khi làm gì cũng mang tính cộng đồng và xã hội. Thì đây là số 2 và số 9. Là nói về năng lực của mình. Còn bây giờ là ví dụ như ở đây là thiếu. Chẳng hạn như bản thân Hoa số 4 và số 6. Số 4, số 6. Thì đối với Hoa giả sử như là số 4 ấy. Số 4 liên quan đến việc là sự cẩn thận. Thì bản thân mình nhiều lúc mình cũng cảm thấy là cái việc đồ cẩn thận của mình ấy, nó không được tốt. Tức là khi mình biết là mình thiếu nên mình phải bù đắp. Chứ không phải mình biết mình thiếu là mình lại không làm hành động nó. Nên mình bù đắp thông qua việc là mình phải mai xét về chính mình. Để mức độ cẩn thận, mức độ tỉ mỉ. Đấy. Hay là ví dụ như là việc bố nó liên quan đến quản lý tài chính. Nên bản thân mình biết là tự nhiên trong con tay của mình cũng thể hiện lên là cái quản lý tài chính của mình không tốt. Rồi liên quan đến nữa khi làm thần sò cũng thấy thế. Là bắt đầu mình đi học quản lý tài chính rất là sớm. Từ cái thời mà lúc đấy Hoa thành lập doanh nghiệp vào năm 2017, đã bắt đầu đi học đầu tiên là khóa về kinh doanh, khóa thứ hai là khóa về quản lý tài chính. Bởi vì biết là quản lý tài chính của mình đang có những cái điều chưa được tốt lắm. Và bây giờ hàng ngày
mình cũng phải có cái phần mềm quản lý tài chính cho hàng ngày luôn, bởi vì bản thân mình biết nó chưa phải là mạnh nên mình cần phải có những giải pháp. Đến khi chúng ta biết cái điểm yếu của mình là gì, mình đi tìm cái giải pháp cho nó, tìm giải pháp. Đấy, thế là có thể rất là nhiều người kiếm rất là nhiều tiền nhưng không thấy tiền đâu. Có thể các bạn chúng ta đang thiếu số 4, chúng ta đang thiếu số 4, hoặc là số 4 đang ít, chỉ có một vòng thôi đang ít thì chúng ta phải tăng lên số 4 lên, đúng không ạ? Nên là mình sẽ cần phải làm để mình hiểu. Thì đấy là những cái cách tính mà cách đọc mà bản thân mình sẽ đọc tốt hơn, đúng không ạ? Đấy, hay là có những cách ví dụ đường nối này, đường nối dài này, 1, 2, 3 này, chúng ta có đường nối. Ví dụ như có một cái bảng đường nối thì chúng ta sẽ có một cái số dữ liệu là đường nối như thế nào, thì có sẽ có tài liệu. Thì mọi người cứ biết cách thì sau đấy có thể là Hoa sẽ gửi các con số lại, chúng ta có thể hiểu hơn về các đường nối nữa. Thì mình cũng có cách đọc rất là tốt về cái ngày tháng, ví dụ ở đây các đường nối chẳng hạn, ai có đường nối nào. À, đường nối ở đây này, ví dụ bộ số trên của Hoa là có những cái bộ số nào, thì chúng ta xem Hoa có bộ số 159, đúng không ạ? Đây là người rất là quyết tâm, động lực. Đấy, đấy, chúng ta người có bộ số 123, người có một cái khả năng lập kế hoạch cực kỳ là tốt. Đấy, thì ở đây là đường nối, thì chúng ta có thể chụp màn hình lại cái đường nối. Đường nối nghĩa là ba số liên tiếp như thế này này. À, đường nối nghĩa là ba số liên tiếp này, 123, 159 này, 789 này, 258 này. Đây được gọi là đường nối, đúng không ạ? Đấy. Còn tiếp theo nữa là ở đây ví dụ như ai 369, ở đây là không phải đường nối đâu nhá, bởi vì số 6 không có cái vòng nào nên không phải đường nối. Đường nối ở đây đường nối dài 123 này, có hoa này 123 này, 789 này, 258 này, 159 này, 357 này, nghĩa là các đường nối. Thì chúng ta mỗi đường nối cũng sẽ có những ý nghĩa. Nhưng mà trước khi đấy là chúng ta phải đọc độc lập như thế này đã. Đây là cái cách đọc để hiểu mình hơn. Quá tuyệt vời, đúng không? Ừ, số 4 để Hoa giờ lúc nãy giờ không xem tin nhắn của mọi người. Đọc tin nhắn mọi người một chút. Nếu mà âm hay dương là số 8 ấy, Hào ạ. À, Hào đúng không? Thì là trường năng lượng của em số 8 cực kỳ là mạnh luôn. Năng lượng về tiền, năng lượng về kinh doanh, năng lượng về thử nhạy cảm với con số cực kỳ là tốt luôn. Là số 8. Mà nếu em làm về đầu tư rất là tốt. Em làm đầu tư rất là tốt bởi vì nhạy cảm với con số, nhạy cảm với sự thị trường. Nên em làm đầu tư rất là tốt luôn. Đấy. Giả sử như người số 7 chẳng hạn, số 7 nhá Cương nhá, số 7 có một cái trường năng lượng là trường năng lượng về may mắn. Nếu ai có số chủ đạo đường đời là số 7 ấy, nên là hay gặp may mắn trong cuộc đời lắm. Hay gặp rất là nhiều may mắn trong cuộc đời. Hoặc là có thể là người nào mà sống chung với em ấy được trường năng lượng may mắn thì số 7. Số 7 có thêm một trường năng lượng là trường năng lượng may mắn. Ngoài trong tài liệu có ghi, đúng không ạ? Số 4, đúng không ạ? Những người số 4, ví dụ Yên Trang là số 4 chẳng hạn. Thì số 4 là một người rất là thực sống, rất là thực tế. Một người quản lý tài chính tốt, một người con số khá là tốt, rồi một người là liên quan đến việc thích quy trình và hệ thống. Nên khi em đầu tư hãy chọn những công ty nào có sự bài bản về quy trình và hệ thống thì em rất hợp với công ty đấy. Tức là giả sử em tìm hiểu về bản báo cáo tài chính này, thấu hiểu về mô hình của họ này, em xem là những cái công ty nào mà có tổ chức rõ ràng này, thì là những công ty nó rất là phù hợp với em, bởi vì em phù hợp với số 4 đấy. À, ví dụ như số 7 chẳng hạn thì những công ty về liên quan giáo dục rất là phù hợp. Những ai là số 7 chẳng hạn là số 7 liên quan đến giáo dục, liên quan đến tâm linh, số 7 liên quan đến tâm linh, giáo dục, rồi liên quan đến trường năng lượng may mắn. Ví dụ số 7 chẳng hạn đầu tư về giáo dục khá phù hợp. Nên chúng ta thấu hiểu về con từng con số ấy thì chúng ta sẽ biết mình nên đầu tư về cái gì luôn ấy. Đấy, chỉ là một, đây là Hoa đang hướng dẫn một gấp nhỏ trong bảng thân số thôi. Thân số nó đến 17 chỉ số cơ mà. Đây chỉ là một chỉ số thôi nhưng chúng ta đã thấu hiểu được chính mình rất là nhiều rồi. Đấy. Thấy tính cách nào cũng có. Nhưng mà cái quan trọng nhất nhá của mình là cao nhất, cái cao nhất, cái ảnh hưởng nhất là đường ô vuông này, tam giác và nhiều vòng là ảnh hưởng nhiều nhất thôi. Còn những cái này, những cái một vòng như thế này nó ít đấy, nó chỉ là hỗ trợ thôi, nó không phải là điểm mạnh, đúng không ạ? Nó không phải là điểm mạnh. Tuyệt vời. Xe Hải đường hình đường nối à? Đây những ai chúng ta chụp lại đường nối nhá. Nếu ai thiếu những đường nối này là năng bị thiếu này, ví dụ thiếu 159 là hay bị trì hoãn này, thiếu 357 là hay hoài nghi này, tức là ở đây là bị thiếu, thiếu 369 hay quên này, tức là đây đường nối chúng ta chụp màn hình nhá. Thì sau đấy nữa chúng ta về thực hành cho chính mình, thực hành cho người khác để thấu hiểu và thấu hiểu các bộ số. Tức là ở đây lúc nãy Hoa chia sẻ những con số gọi là chi tiết nhất về những key code thôi. Còn nếu hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể dành thời gian để nghiên cứu nữa để hiểu sâu hơn. Nhưng thông qua cái cách tính như thế này, cách mà Hoa hướng dẫn trong ngày hôm nay, chúng ta đã thấu hiểu chính mình một phần nào đấy rồi để có những quyết định
quyết định luôn, nếu người nào không có đường nối thì trong đấy sẽ bị thiếu khá là nhiều, thì mình phải bù đắp thôi, hoặc là thông qua cái tên của mình nếu có hỗ trợ thêm thì sẽ hỗ trợ, đúng không ạ? 048 không phải đường nối nhá, thì trong cái vòng này thôi, đường nối chỉ là trong vòng này thôi, 048 không tính, 048 không tính, đấy là đường nối, cái năng lực của mình. Đấy, đây chúng ta sẽ tự về tính cho chính mình nhá. À, con số à, Hoa chị em chia sẻ số, mọi người chụp lại slide số 112233 nhá, ý nghĩa của số 112233 nhá, một số người có năng lực đặc biệt đúng không? Ok. Đây chụp màn hình nhanh nhá. Số hoàn chỉnh này lúc này có ai số 10 này. Chụp đi ạ, số 10, 20, 30, 40 nếu mà ô vuông ấy. Đây số đặc biệt đấy hả? Số 10, 20, 30 này nó chỗ gọi là số hoàn chỉnh thôi, không phải là đặc biệt. À, hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh. Okay. Ừ. Ví dụ bạn nào lúc này có số 10 ấy. Tức là ô vuông khi mà chúng ta bản mệnh vẫn là số 1. Nhưng mà tuy nhiên là vẫn có tương năng lượng của số 10. Đấy. Rồi, tuyệt vời. Rồi, à, sẽ chụp lại tiếp số 11, 2, 3, 3 nếu ai. Nếu có thể bản thân chúng ta học cái này nhé, không phải cho chính mình đâu mọi người ạ. Mà có thể là cho, gọi là... Đối tác đấy. Đối tác của mình, cho khách hàng của mình, cho mối quan hệ nữa. Hoa dừng một chút, tìm lại slide. Thế thì buổi tới Hoa cũng hỗ trợ cho tất cả mọi người thêm một cái về đặc biệt nữa thêm nhé. Đây cái đặc biệt em chụp cho mọi người có thể chụp màn hình. Đặc biệt là ý nghĩa của số đặc biệt thôi, tức là ý nghĩa của số đặc biệt này. Có bạn hỏi không có ý nghĩa của số 0 này. À, số 0 có ý nghĩa nhé. À, ok, thì Hoa sẽ gửi cho cái phần slide này cho mọi người để học gửi nhé, gửi cái phần okay. Một phần này này. Ok, thế sẽ gửi sau đó là tôi sẽ gửi cho các bạn. Vâng. Để cho các bạn, tức là Hoa sẽ gửi lại những cái phần mà chúng ta được học, những slide đã được học ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ xem lại ở chỗ này nhé. Lớp mình sẽ được học. Về cơ bản ấy là em share cái này xong bắt đầu là để nó có 17 chỉ số. Đây mới đúng là rồi. Một cái chỉ số thôi. Thì hôm buổi tới thì em sẽ nói thêm một số cái. Thì trong cái lớp này ấy là cái lớp nó liên quan đến đầu tư đấy. Cho nên sẽ có rất nhiều các cái tư duy về đầu tư để họ gắn được với các cái cách để mà chúng ta có thể hiệu quả. Và cái chi phí của cái này nó cũng khá là rẻ đúng không? Vâng. Đúng rồi. Đối với 17 số này ấy, thì lúc nãy chúng ta tính là chính chỉ số chủ đạo đương đời thôi. Vâng. Còn ngoài ra thì có đến 17 chỉ số cơ. 17 chỉ số. Còn okay. Nếu... có một cái file đúng không? Sẽ có một file cho một người có đúng không? Vâng. Cái này là ví dụ ở đây em đang xem màn hình ở đây là nó 17 chỉ số thì nó rơi vào khoảng hơn 40 trang. Hơn 40 trang về cái bài này cơ. Nếu mà ai muốn phân tích ấy, thì nó hơn 40 trang. Nếu mà muốn hiểu sâu về bản thân mình. Ok, đấy. Sẽ tặng mọi người cái file này đúng không? Còn cái nếu mà một người muốn lấy cái chỉ số của bản thân mình ấy, thì nó có một cái file nó khoảng bao nhiêu trang cho một mình, một cá nhân mình. Ví dụ như là cái ngày của tôi mùng 1 tháng 1 năm 1991 thì tôi sẽ được khoảng độ bao nhiêu trang để mà xử lý? Khoảng tầm hơn 40 trang anh nhé. Để okay, nói rõ về bản thân mình thì nó có rất là nhiều giải pháp. Ok, cảm ơn. Và có thấu hiểu, tức là nó thấu hiểu. Quan okay. trọng ở đây nhé, mọi người muốn đầu tư hay muốn làm gì thì làm, hiểu mình. Thì từ đấy mình có thể link được đầu tư, link qua giáo dục. Ví dụ Hoa làm về giáo dục rất là nhiều. Bởi vì những Hoa cũng chia sẻ với anh học thật đó là bản thân mình chưa có nhiều kiến thức đầu tư. Nên chưa thể link được nhiều kiến thức về đầu tư cho mọi người. Nhưng khi mà chúng ta hiểu về từng con số, chúng ta có thể tự link được tất cả vấn đề. Rồi. Ví dụ bản thân Hoa hiểu về con số, Hoa tự link được về ngành giáo dục của mình, Hoa đào tạo cha mẹ nuôi dạy con, Hoa sẽ tự link được rất là nhiều giải pháp cho cha mẹ nuôi dạy con. Nên rồi. Chúng ta chỉ cần hiểu từng con đây là mỏ vàng. Hiểu về bản thân mình thôi, mình tự link được tất cả công việc khác. Ok, đấy. Xin cảm ơn. Lớp mình ấn số 10 đi để thank you Miss Hoa nào, ấn số 10 đi. Cảm ơn Miss Hoa hôm nay. Những ai muốn thấu hiểu hơn chính mình thì có thể đầu tư cho mình làm full tất cả tiền hoặc là bên anh học có những cái chương trình rất là hỗ trợ đấy thì chúng ta có thể hỏi bên anh học những cái chương trình hỗ trợ bởi vì em thấy đó là hiện tại là những cái này rất là cần thiết mọi người ạ, rất là cần thiết luôn. Cảm ơn Miss Hoa số 10. Thì hôm nay là cái buổi là kết nối với ông già đầu tư về cái môi trường quản trị tài chính cá nhân. Thế thì sau đây anh sẽ quay lại cái màn hình để anh phân tích về tài chính cá nhân. Thì nếu được thì em vẫn cứ tham gia cùng với lớp. Thứ hai nữa là buổi tối thì có live stream cũng như là sẽ quay lại quản trị tài chính cá nhân. Thì đợt tới ấy, thì hy vọng có một buổi anh sẽ set up em để cho lớp của anh họ hiểu sâu về cá nhân trong lúc dịch bệnh thế này nhé. Vâng. Buổi tới sẽ em nhận lời thì trong cái lúc dịch bệnh này sẽ trang bị kiến thức ngay cả cho anh, cho bản thân cũng như là cho một số người trong lớp. Thì rất là trân trọng cảm ơn.
mọi người comment số 10 để cảm ơn Miss Hoa và chúng ta sẽ quay lại cái bài của mình. Cảm ơn Miss okay, Hoa. Có những điều kiện và thời gian thì chúng ta có thể chia sẻ những cái năm tháng tiếp theo của mọi người nên như thế nào. Thì okay. Có thể là cái đấy chúng ta cũng thể rất là nhiều người tò mò về tương lai đúng không ạ? Chúng Rồi. ta tò mò về tương lai thì có thể có những Quá thời tuyệt vời. gian hợp Trong với đầu tư ấy, hồi trong xuân. đầu tư càng hiểu sâu về bản thân mình đúng không? Càng đó, ok. Miss Số điện Hoa thoại cho của số điện Hoa. thoại luôn đi, em cho số điện thoại nếu các bạn cần ấy, thì liên Không. lạc. Rồi. Mọi người cảm ơn Miss Hoa và chúng ta sẽ quay trở lại bài của chúng ta nha. Rồi. Thank you, anh sẽ quay lại. Cảm ơn anh rất là nhiều, rất là vui và rất là hữu duyên ngày hôm nay được gặp các anh chị ở đây và Ok. hẹn chúng ta vào những buổi gần nhất. Ok. Ok, anh tiếp tục đi ạ. Bye, xin chào. Rồi. Bây giờ ngồi tiếp tục là học trò của anh học. Rồi. Số Thế 4 thì nó còn thiếu nên phải học nhiều. thế thì chúng ta lại tiếp tục. Và các bạn comment nhìn thấy màn hình của tôi chưa? Comment chữ H chữ số 1 đi ạ để nhìn thấy màn hình của tôi ạ. Ok, có Miss Hoa là dần dần tôi sẽ kết hợp với, bởi vì cái Zoom của chúng ta ấy sẽ có. Vậy thì cái quan điểm của chúng ta khi mà hiểu thấu con người tâm can của mình, tất cả mọi cái đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta hiểu được ấy thì nhiều khi ấy, trong mạng ấy và trong rất nhiều các cái quan điểm người ta nói là có một visa bạn sợ lắm, nhưng mà quan điểm của quản trị tài chính cá nhân là có 5 cái thẻ visa là bạn có một gia sản. Vì nếu mà một người mà được cấp 5 cái visa ấy, và mình quản lý được cái visa này, sự ghi chép cũng như là thanh toán hàng tháng với cái thẻ visa mình cài ấy, thì mình có một tài sản. Và quay vòng và hiểu được chi phí, tránh cho tất cả những cái vấn đề đầu tư sai mà mất trắng, thì thu nhập nó không quan trọng nhưng không bao giờ sợ hãi. Tức là tất cả mọi cái việc tổng số tiền 100 triệu để lại 30%, tức là 30 triệu backup để dự phòng tài chính, thì chỉ dùng 70% đem đầu tư an toàn. Mạo hiểm chỉ sử dụng 50-50 của phần 70% thì lại càng an toàn hơn. Thế thì như các bạn đã biết ấy, trong cái môi trường đầu tư đúng không ạ, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều các cơ hội, kể cả 500 đô hay 1.000 đô hay 10.000 đô, chúng ta nhìn thấy các cái kèo của BCH, các kèo của Bitcoin đúng không ạ, rất rất nhiều, hôm nay lên 42.000 rồi. Nếu trong trường hợp chúng ta không coi như là một công việc đầu tư dài hạn, không hiểu bản thân chúng ta quá nóng vội nhảy ra nhảy vào thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất tiền. Thế thì từ cái việc chúng ta có được cái quan điểm đúng không ạ, có cái quan điểm đó là coi mê đi. Hello tắt cái host để chúng ta tắt cái mic đi ạ. Ok các bạn, co-host Hải, một số co-host để tắt cái mic đi ạ. Rồi thế thì cái việc chúng ta có vốn từ 100 đúng không ạ, có vốn từ việc chúng ta có vốn từ 100 triệu hay 1 tỷ thì nó liên quan đến cái vấn đề, một là từ 0 đồng hay là từ có tiền thừa kế hay là có tiền từ đi vay hoặc là có tiền từ xin. Nhiều người xin được 100 triệu để đầu tư nhưng hầu hết chúng ta đến 90% đều có số tiền từ 0 đồng. Thế nếu trong trường hợp 0 đồng thì người ta có gọi là, một là đi làm thuê. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta một kiếp làm thuê, người ta gọi kiếp làm thuê mà không có tư duy về vay mượn, nếu không có tư duy về vay mượn thì chắc chắn là chúng ta cứ mãi mãi làm đến đâu là hết đến đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chi phí nó quá lớn. Chi phí nào là điện thoại, đúng không ạ? Ăn uống, đúng không ạ? Ngay cả tiền sữa, nó khác với ở Mỹ. Mỹ là cả cái khả năng tiêu dùng, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái kiếp thứ hai đó là kiếp gọi là đầu thai tốt. Đầu thai tốt thì có thể là gì ạ? Là gia đình quá khá giả hoặc là cái mối quan hệ xoay sở tiền tốt. Thì trong cái thần số ấy, của người ta có rất nhiều các cái cách để hiểu mình trong cái vấn đề xoay sở tiền tốt. Cái thứ ba nữa là chúng ta được thừa hưởng. Đó. Nhưng cái vấn đề đây là gì ạ? Chúng ta biết được là trong cái môi trường, chủ yếu cái môi trường không đồng là nhiều. Đến 90% và thậm chí là 95% là chúng ta ở cái môi trường không đồng tự tay làm lên. Thế thì từ cái việc này chúng ta mới biết được là khả năng quản trị tài chính cá nhân mình càng hiểu sớm thì càng tốt. Bởi vì hiểu sớm thì người thì coi là sợ hãi, nhưng mà người coi là cơ hội. Người cho cái thẻ cho một cái thẻ visa
thì sợ lắm, sợ tiêu. Nhưng người có được 10 cái thẻ Visa thì lại coi là một tài sản. Visa lại coi là một tài sản. Người ta vận hành, người ta nạp, người ta rút, người ta xoay, người ta trả lãi để xoay sở. Thì người ta gọi là gì ạ? Gọi là cái cách quản trị. Mà cách quản trị không phải là gì ạ? Là cái gì đó quá cao xa. Mà nó từ quản lý, mà ra. Thì bắt đầu nó mới ra được coin, nó ra được bất động sản. Chỉ cần 3 lần cái thẻ là Visa phát là thành bất động sản ngay. Chỉ cần 3 lần cái Visa tốt cái là thành coin ngay. Nhưng buộc phải nghĩ đến rủi ro. Đó. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu rất là sâu, đúng không ạ? Một số bạn bảo sắp đến giờ đi làm thuê rồi thì khoảng độ đến 8 giờ nó sẽ kết thúc đấy, thì bạn 7 rưỡi bạn đi làm thì bạn sẽ phải xem video lại nhá. Một số các thành viên đang theo dõi. Thế thì chúng ta đang ở trong cái bài quản trị rủi ro, đúng không ạ? Và tài chính cá nhân. Thế thì từ cái việc này, đúng không ạ? Chúng ta mới thấy được là Bitcoin lên 42 rồi, đúng không ạ? Yên tâm nhá, nó sẽ đóng cửa ở đây nhá, bắt đầu nó sẽ lên vùng 51 em nhá. Cứ yên tâm nhá, cứ bình tĩnh nhá. Chúng ta tập trung vào học đi, tiền này sẽ đầu tư sẽ có nhiều, mình phải hiểu sâu về mình đã. Cả nhà comment số 1 đi cho nó phấn khởi cái nào. Cả nhà comment số 1 cho nó phấn khởi cái ạ. Chúng ta vào cái đang đào tạo Zoom nhá, comment số 1 đi các cụ ơi. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ được trang bị yên tâm, tất cả con chim sâu dậy sớm là yên tâm là giàu. Thế thì từ cái việc mà chúng ta hiểu được nạp rút toàn bộ tất cả những quy trình đấy, đúng không ạ? Sau đó cấu trúc của nợ, đúng không ạ? Nếu bạn có vốn và không phải huy động từ tín chấp hay Visa, tức là bạn đã có tiền rồi, thì cái câu hỏi nó sẽ dạng khác nhé. Câu hỏi là bây giờ tôi có 100 triệu thì tôi làm gì, hay 100 triệu, hay đã có 1 tỷ rồi thì làm gì để x2. Thì cái đầu trong đầu của mình luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi là thế tao làm gì bây giờ, nhưng chưa làm gì nhá, luôn luôn đặt câu hỏi tôi làm gì để x2 nhưng mà chưa làm gì, đấy mới là người đẳng cấp. Còn đâu mà luôn luôn làm gì mà ông này nói cái này phát nhảy vào phát là chết, ông này nói cái này phát nhảy vào phát là tiêu, đúng không ạ? Nhưng là cái câu hỏi 1 tỷ tôi làm gì, làm thế nào để x2, làm thế nào để an toàn với số tiền, đúng không ạ? Hành trình đầu tư bất động sản hay các môn khác. Vậy thì khi bạn có vốn và không phải là huy động từ tín chấp, từ Visa, từ vay mượn, tức là bạn đã có sẵn rồi, hoặc là bạn đã tiết kiệm từ cái việc làm thuê. Ví dụ như là bạn 20 tuổi đi làm, vào đến 30 tuổi bạn có 1 tỷ thì cái câu hỏi, nhưng mà chỉ cần sai một phát là bạn tiêu. Do vậy cái 1 tỷ này khi đặt ra câu hỏi ấy, thì nó phải có một bảng phân tích và bắt đầu có một cái hệ thống quản trị nó thì bắt đầu mới nhân được. Còn nếu mà có 1 tỷ sẵn sàng mà bây giờ chỉ cần nghe bên này, bởi vì thông tin nó quá nhiều, nghe bên này bảo đầu tư con EOS, nghe bên kia đầu tư con ETC, phát nó chia cho một phát tài khoản thôi là bèo. Do đó chúng ta không bao giờ được phép là gì tập trung vào cái việc là hỏi phát làm luôn, hỏi phát làm luôn. Mà chúng ta luôn luôn có cái tư duy đó là hỏi xong không làm thì mới là đẳng cấp. Hỏi xong cứ để đó mới là đẳng cấp. Sau đó mới quan sát, ghi nhật ký. Thì từ đó bắt đầu mới có cách đầu tư. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ, có một cái khách hàng của tôi nói là gì cái con Techcombank ấy mua thì như thế nào. Anh ta nộp tiền vào là công ty chứng khoán 2 tỷ. Anh hỏi rất nhiều nhưng anh không làm. Đấy mới là cái người mà rất là chắc chắn. Sau đó anh ra quan sát cái Techcombank, anh ra giả sử cái việc đấy mà anh đã đi tiền thì anh sẽ lãi được bao nhiêu, anh giả sử. Và đặc biệt cái người mà có vốn không phải huy động này, người ta có tiền, người ta nạp vào ở cái trạng thái an toàn nhưng người ta không làm và ghi chép, thì người ta lại ở cái trạng thái là luôn luôn chiến thắng. Thì đấy là cái mà chúng ta phải biết được, người ta quản trị tài chính rất là tốt. Như vậy vốn vay, vốn được hưởng, trên vốn vay hoặc là vốn hưởng sẽ quản trị nó như thế nào? Đầu tiên vốn vay ai cũng phải có vốn để làm gì đó, ai cũng cần phải tích lũy thu nhập. Thì đây là cái yếu tố mà vốn vay phải tích lũy được nó và phải hiểu được sâu về nó. Thứ hai, vốn vay ngắn hạn và vay nóng, thì hiểu rõ vốn vay ngắn hạn, vay nóng, áp lực trả nợ của chúng ta như thế nào, hãy ghi chép nó, đúng không? Rồi việc làm và sự nhàm chán của thu nhập, việc làm, thu nhập, chi phí đầu tư, tức là chúng ta phải biết được từ cái bài mà tôi nói là trong cái bóng đá đấy, đúng không? Cái người đá ở sân này thì lại hợp, nhưng sang sân khác đá không hợp. Và ngược lại, nếu chúng ta làm cái công việc hiện tại nó quá nhàm chán, chắc chắn chúng ta phải thay đổi. Và sớm muộn cũng phải thay đổi. Bởi vì chúng ta phải có một cái tư duy là nếu tôi đang đá ở sân Real Madrid mà đang chán, lập tức tôi phải nhảy sang MU đá, trong trường hợp mà nó hợp ở MU, có thể là như vậy. Hoặc có những người nhảy việc sai, nhảy vào MU đang đá ngon, chúng ta nhảy sang Real Madrid thì tèo. Đúng không? Rất rất nhiều các vấn đề đấy. Vậy thì chúng ta đối với bóng đá thế, nhảy liên tục, bởi vì tuổi thanh xuân của chúng ta nó tầm 20
cho đến 33, thậm chí 40 là việc đi làm nó khó. Do vậy, quản trị được cái vốn vay, quản trị được cái vấn đề tài chính nó mới đưa ra cho chúng ta cái giải pháp để có thu nhập, sau đó tiết kiệm đầu tư. Thứ tiếp nữa là vay trả uy tín để vay nhiều hơn. Vay trả để uy tín và vay nhiều hơn. Đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong quản trị tài chính cá nhân. Nếu trong trường hợp chúng ta không hiểu được cái điều này, không bao giờ chúng ta có thể có uy tín để vay nợ nhiều được. Bởi vì người ta cứ nhìn thấy chúng ta là người ta sợ. Nhưng cái quan trọng nhất đó là sự âm thầm. Đó là cái người mà chúng ta vay không phải là một cá nhân nào đó để cho chúng ta phải mắc nợ hay là như nào đó, mà chúng ta phải vận dụng tốt trong cái yếu tố là ngân hàng. Sử dụng ngân hàng như là một cái công cụ thay vì cái việc mà mình chạy theo ngân hàng. Nếu trong trường hợp chúng ta quản trị được cái vay trả uy tín tốt thì lập tức ngân hàng nó sẽ cho chúng ta vay. Và thậm chí một ngân hàng làm tốt, sau đó chúng ta nhân ra đến ngân hàng thứ hai. Tôi giả sử cái việc mà quản trị trong vấn đề ngân hàng, nếu trong trường hợp tôi có cái quản trị thẻ, đúng không? Đầu tiên chúng ta làm ở một cái môi trường, đúng không? Một số các cái công việc tôi làm ở Techcombank, đúng không? Thẻ của tôi tốt, uy tín của tôi tốt, chi phí tốt, trả tốt, đúng không? Lập tức tôi sẽ nhân sang đến VIP, đúng không? Tôi nhân với VP Bank. Vậy thì tổng có trên 20 ngân hàng, lập tức tôi sử dụng được 5 ngân hàng và tôi không phải chịu nợ một cái mối quan hệ nào trong mang tính chất cá nhân, họ hàng, gia đình cả, nhưng mà tôi có thể vận dụng được ngân hàng. Để làm được ngân hàng, chúng ta phải có thứ nhất là bảng lương, đúng không? Cái điều này rất là dễ thôi, đúng không? Thứ hai nữa là uy tín, trả góp. Ví dụ chúng ta mua điện thoại, tivi, đúng không? Từ cái việc điện thoại 10 triệu chúng ta đã trả góp, chứ không phải là cái việc chúng ta bảo là chúng ta quá nghèo mà chúng ta không thể trả được 10 triệu. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta vận hành được 6 tháng này là chúng ta biết quy trình trả nợ. Mặc dù chúng ta biết là gì ạ, nếu mà trong trường hợp 10 triệu chúng ta hẳn mất là 200k cho cái phí để trả góp. Đấy, do vậy chúng ta quản trị thẻ, nếu trong trường hợp các bạn làm tốt thì từ cái việc này chúng ta có được cái nhật ký trả nợ. Đó. Từ cái việc này chúng ta có được nhật ký trả nợ. Sau đó những người có được nhật ký trả nợ rồi bắt đầu người ta định vị được trong đầu tư của người ta, đúng không ạ? Thế thì có cái cách ví dụ 5 visa thì người ta sử dụng 2 và 3 xoay vòng. Nếu tốt, đúng không? Người ta sử dụng 1 và 5 xoay vòng. Nếu tốt. Nếu trong trường hợp mà người ta có cái công việc cực tốt nữa thì đến 4 trả 4 xoay 4 xoay vòng 1 trả. Mà nếu còn tốt nữa người ta phải xoay 5 cả 5 visa dồn tiền. Đó. Thế thì vấn đề ở đây là gì ạ? Cái hiệu suất đầu tư cộng với lại đánh quả là chúng ta có thể sử dụng được vốn tốt. Cho nên nếu hiểu được cái quản trị này thì visa là một tài sản, và từ đó ở Việt Nam người ta nói là lương của tôi 5 triệu thôi nhưng tôi ở nhà 2 tỷ chẳng hạn, thế hay lương người ta 15 triệu nhưng mà người ta lại ở cái nhà 3 tỷ hay là 4 tỷ, và lương người ta 50 triệu người ta ở một cái biệt thự khoảng 10 tỷ chẳng, ví dụ như thế. Tại sao lại làm như vậy? Hầu hết người ta quản trị được vốn, quản trị được visa, mà từ được cái visa này chúng ta mới có hình thức gọi là đánh quả, nhân vốn hay là có cách vận hành. Thì đấy là cái yếu tố quan trọng. Từ cái việc này chúng ta mới hiểu được sâu trong cái yếu tố mà chúng ta có thể nhận được là cái vấn đề quản trị nó. Thế thì khi mà chúng ta học cái thần số học, chúng ta mới hiểu là cơ hội đến là phải có tiền để nhân bội. Chúng ta luôn trở thành những cái người rình rập. Ví dụ nếu trong trường hợp chúng ta có 5 thẻ visa, ví dụ như thế này, chúng ta phải hiểu rất sâu, sâu về cơ hội tích rất sâu. Nếu chúng ta làm được đủ 5 visa hay là 1 visa hay là 2 visa là cái để chúng ta có được cái tiền. Nhưng nếu chúng ta không sử dụng, một năm chúng ta mất khoảng độ tổng là 500k nhé, một năm một thẻ mất 100k, tổng được 500k, mà chúng ta làm không sử dụng, nó cất thật chặt đi 500k như này mà chúng ta để đó không làm gì mới là cấp. Thế thì từ cái việc này tại sao phải mời Miss Khoa, để chúng ta mới biết được trong cái quá trình cuộc đời của chúng ta, người ta nói là tam thập nhi lập, đúng không? Tức là một chàng trai đã lớn và cơ hội nó bắt đầu nhìn thấy. Ông trời không bao giờ để cho những ai người nghĩa là không có cơ hội đâu. Do vậy cái thần số học của mình đã biết được quý nhân phù trợ đến khi nào và bắt cầu mình làm việc thiện tích tức tất tần tật, cái cơ hội đến phải có tiền. Thế thì cơ hội ai cũng có nhưng người nắm thì lại rất ít. Cơ hội thì ai cũng đem đến nhưng Eureka thì có mấy ai. Bởi vì sao?
Người ta nói rằng là cơ hội đến thì phải có tiền để nhân bội. Hãy nhớ điều này. Do vậy, những người mà chờ cơ hội đến nhưng mà tiền thì lại không còn. Do vậy là gì? Cái việc mất 4 tháng để cơ cấu nợ trong cái quản trị tài chính cá nhân, người ta nói rằng 4 tháng sẽ xuất hiện những cơ cấu nợ để mình có thể trả ra. Mất 4 tháng cơ cấu nợ và trả và tìm cách trả để xử lý lại uy tín. Nếu chúng ta vượt qua 4 tháng này là chúng ta tèo. Đây là một cái thống kê của những cái nhà tài chính tại phố Uông. Người ta nói rằng là nếu anh đầu tư mà trong trường hợp anh bị thua lỗ, bắt buộc anh phải nhảy ra để giữ lại những phần tiền còn lại, và anh 4 tháng để anh có thể cơ cấu lại những cái nợ này. Nhưng mất đến 5 năm để xây dựng một khoản vay các cụ nha. Thế thì cái vấn đề CIC của bank nếu xóa không nợ trong vòng 5 năm, do uy tín của bạn nếu xóa được nợ phải mất 5 năm người ta xóa là à, ông là cái người chuỗi nợ, ông là cái người như thế. Do đó cái việc cơ hội đến, mình dùng những cái cơ số của visa, mình không làm gì mới là đẳng cấp. Từ đó chúng ta mới hiểu được cơ hội đến phải có tiền để nhân bội. Mất 4 tháng để cơ cấu nợ, nhưng mất đến 5 năm để chúng ta xóa được cái nợ này. Do đó những cái việc quản trị tài chính cá nhân chúng ta phải sẵn sàng cho những cái cơ hội đó. Thế thì đấy là cái là chúng ta phải biết. Vậy thì quản trị, nó tức là quản trị, tức là quản trị cái thần số của chúng ta đấy. Để hiểu được vận của chúng ta, để hiểu được những năm tháng cuộc đời, năm tháng tốt, những cái vấn đề mà có quý nhân, đó là những cái mà chúng ta phải hiểu. Từ cái việc có một bạn hỏi XCH bay vãi đạn đúng không ạ, nên chờ đúng không ạ, có thể là bạn chờ, hoặc là bạn chốt một nửa đi, hoặc là bạn chốt 50%, 70%, 80% còn để lại một ít đúng không ạ, sau đó xuống bạn mua thêm gia tăng khối lượng, ví dụ như thế. Rất nhiều. Thế thì khi mà nó sâu như này, thế thì có những người thấy cái cơ hội đấy nhá, có người thì thấy ở cơ hội bất động sản các cụ nhá, có những người thấy ở cơ hội XCH đúng không ạ, coin, có những người thấy ở cơ hội bitcoin đợt vừa rồi nó xuống 3.000 mà các ông không mua ví dụ thế, hoặc là xuống 28.000 các ông không mua ví dụ thế, sợ, hoặc ETH nó xuống đúng không ạ, hoặc LTC nó xuống. Tôi nói với các bạn hôm vừa rồi LTC, hôm nay LTC nó sẽ bay vãi đạn nhá, hàng của Trung Quốc còn Filecoin này bay vãi đạn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cơ hội thế thì hôm nọ ở đây còn Litecoin nó từ cái vùng 412 nó sập một phát xuống 105, có những lần nó xuống gì nó xuống đến tận gì, nó xuống đến tận chỉ là 84 đô mà các ông không phang vào Litecoin, ví dụ như thế. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quá nhìn thấy nó lên, nhưng mà chúng ta chỉ thích mua lên thôi. Nhưng mà có những người giàu và người ta cơ hội ấy, là người ta nhìn là chúng mày đã chết ở vùng cao này, ta mua ở các vùng thấp này đã hơn khối đứa rồi, đúng không ạ? Ví dụ người ta mua đu đỉnh ở 400, thậm chí người ta đu đỉnh ở 2.42, nhưng khi người ta nhìn thấy xuống ở 115 thì người ta bảo ta đã mua đã hơn được rất nhiều ông ở 184 rồi. Trong trường hợp nó mua ở 119 rồi nó xuống sợ lắm, đúng không ạ? Mua ở vùng 146, có nhiều người về chứ bây giờ mới về bờ. Nhưng có những thằng nó mua rất nhiều ở 144 nhưng nó lại mua được ở 110 nữa và nó gia tăng. Có những người chỉ đánh một con ETH, có những người chỉ đánh một con BCH, có những người chỉ đánh một con Ether và BNB. Cho nên cái cơ hội đó nó được coi như là gì ạ? Là quản trị để dình ra những cái cơ hội mà phải có tiền để nhân bội. Đó. Thế thì thẻ tín dụng được kiểm soát, thời gian trả và dùng tốt, bạn sẽ có vốn mà không ai cho vay mà không cần phải thế chấp, đúng không? Bank phải uy tín. Bạn không nên dùng thẻ tín dụng cho các chi tiêu thường xuyên. Thẻ tín dụng là không phải là nguồn thu nhập thêm mà phải là khoản vay trả. Thu nhập gia đình bạn chỉ vừa đủ các khoản chi phí. Nếu bạn lo kẹt tiền hoặc một vài khoản chi nào đó trong khi lương chưa kịp về thì giải pháp nên là mỗi tháng tiết kiệm lại 1 hoặc 2 triệu. Thế thì tất cả mọi cái chỉ sử dụng thẻ tiết kiệm Visa hay là thẻ giống như là một tài sản. Còn nếu chi phí quá vào các vấn đề chi tiêu là chúng ta không có cái cách để mà chúng ta vận hành để trả hàng tháng. Do đó hãy coi thẻ Visa như là một cái khoản vay để có thể có sự an toàn trong đầu tư. Nếu bạn vay được, bạn lập kế hoạch trả dùng 70% tiền có và 30% cất đi, bạn sẽ có 4 tháng xoay sở để đầu tư. Đó. Thẻ tín dụng nên thanh toán toàn bộ 0% ở dạng mua tiêu dùng và trả góp dài hạn 12 tháng. Mục tiêu đúng nghĩa là kích thích tiêu dùng và kích thích công việc của chúng ta. Hãy quản lý nó và có kế hoạch chi trả ngoài số lượng 5 thẻ tín dụng có thể gọi là gì ạ? Những người đầu tư từ đây coi nó là tài sản thì mới giàu có. Chúng ta không thể vay nổi cha mẹ nếu không có uy tín. Cái câu này tức là gì ạ? Nếu chúng ta đi vay 50 triệu hay 100 triệu không vay nổi bố mẹ mình nhá. Nếu trong trường hợp mà chúng ta không có uy tín, chúng ta chưa có một bản kế hoạch. Do vậy là gì ạ? Chúng ta phải hiểu. Và nên nhiều thẻ Visa và quản lý nó, hãy hiểu sự quay vòng vốn và chờ đợi cơ hội. Thì từ cái việc này chúng ta mới thấy được cái cuộc sống nó có rất nhiều cái quy trình xoay tiền. Mà quy trình xoay tiền này đừng bao giờ vội vã, nó là một cả một cái vấn đề là trong cái khoảng thời gian.
Và từ đó chúng ta mới hiểu được là các vấn đề về quay vòng tiền, các yếu tố từ không đồng và liên kết ngân hàng, rồi đi làm tiết kiệm có 2 tỷ hay có 5 tỷ thì làm gì. Nó bắt đầu mới thấy được cái sự đắng cay từ con số không đồng. Thế có những người có 5 tỷ nhằng phát người ta tèo luôn, còn 3 tỷ, còn 2 tỷ mà người ta vẫn không dừng lại, người ta cứ chờ đến khi tèo đến 60%, 70% người ta mới giật mình thôi mất tiền rồi, bắt đầu mới người ta mới hỏng. Nhưng vấn đề ở đây là gì ạ? Chúng ta phải dừng và thoát ra để tránh trường hợp mà chúng ta bị sai lầm. Và các câu hỏi khi bạn có 2 tỷ, bạn chọn tiết kiệm trước, sau đó phân bổ banh và rồi dình cơ hội đầu tư thả tiền, hãy nắm rủi ro. Đầu tiên, người ta nói là 2 tỷ gửi tiết kiệm 10 phần cho 10 banh. Đó, 2 tỷ gửi tiết kiệm cho 10 phần 10 banh, chia đúng không ạ? Cho 10 ngân hàng, mỗi phần 200 triệu. Tất nhiên chúng ta sẽ có cách thống kê mốc lãi từ 3 tháng, 6 tháng, 12, từ đó ghi chép quản lý cũng như tính toán được các chương trình khuyến mại của các banh, của các ngân hàng ấy. Nếu gửi tiết kiệm thì tính toán cả lãi suất kép, mua vàng hoặc tiết kiệm thông qua các tổ chức, tiết kiệm thông qua các trái phiếu hay cổ phiếu, cho vay cổ phiếu cá hay, đúng không ạ? Có rất nhiều người không kinh doanh nhưng nhảy vào đầu tư và cũng chỉ biết gửi tiết kiệm. Đó, cho nên cuộc sống nó có rất nhiều kiểu người như thế này. Có người không đầu tư đâu, họ chỉ gửi tiết kiệm thôi. Nhưng người ta có được 2 tỷ là vì sao? Đúng không? Có rất nhiều cái mối quan hệ trong xã hội, các cái thuộc tính của những người được thừa kế, những người trúng quả, những người mà có được cái cách đi làm, thậm chí nhiều người ta có lương rất là cao. Do vậy người ta tiết kiệm trong một vài năm. Do vậy là gì ạ? Khi người ta chỉ gửi tiết kiệm thì người ta cũng thông minh để gửi trước. Còn đâu những cái người mà chờ những cái cơ hội mà khi người ta bắt đầu có 10 phần, tại sao 2 tỷ để gửi tiết kiệm 10 phần cho 10 banh? Người ta không gửi 2 tỷ vào một banh mà người ta gửi cho 10 banh và người ta xem xét các mốc lãi từ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Bởi vì 3 tháng nếu trong trường hợp người ta cần sử dụng, người ta sẽ dùng cái sổ 3 tháng, người ta sử dụng cái sổ 6 tháng, người ta dùng cái sổ 12 tháng, từ đó mà người ta mới ghi chép được toàn bộ tất cả những cái thông tin đó. Thì đấy là cái cách, đúng không? Hôm nay ở cái đội trong TikTok ấy đang đào tạo Zoom quản trị tài chính cá nhân. Ok, neo bay đúng không ạ? Khi mà 42 rồi thì bắt đầu nó kích hoạt BTC.D sập xuống, và đặc biệt là total ấy, đúng không ạ? Mã vốn hóa nó đẩy lên nhé. Rất là tuyệt vời. Rồi, sau đó không được sợ vay trả góp, từ cái nhỏ nhất để có quản trị tiền từ việc plan trả nợ. Chương trình mua trả góp 0%, nếu hai vợ chồng bạn mua thẳng không trả góp các bên thì sẽ giảm một phần chiết khấu. Còn trả góp 0% thực sự là siêu thị đã cộng lãi suất trả góp vào giá sản phẩm. Cái này trong quan điểm đầu tư thì có rất nhiều người sợ trả góp. Bởi vì người ta cứ tính, ví dụ 10 triệu mất 300 nghìn là người ta không thích rồi. Người ta bảo là chương trình 0% thực chất là các bên trả góp làm giảm một phần. Nhưng ở quan điểm đầu tư là trả góp 0% là lãi suất, là biện pháp quản trị tiền, quản trị tài chính cá nhân. Nếu bạn làm tốt, uy tín của bạn tăng lên gấp nhiều lần. Tuổi trẻ làm được việc, sau này nó tốt thì uy tín cao. Tôi vay tất cả điện thoại, tivi, nói chung là bằng trả góp và làm đúng lịch trả lãi và phí, nếu điều các cái điều khoản về thanh toán. Về sau này chính cái đánh giá uy tín của bạn làm gì cũng được. Đây chính là cách giáo dục bản thân của mình. Đó, đó là cái quay trong cái môi trường quản trị tài chính cá nhân. Ok, các bạn comment số 1 đi ạ, để vẫn tiếp tục đi ạ. Comment số 1 đi ạ. Trong quản trị tài chính cá nhân ấy, sự rình rập nó rất là quan trọng. Sau đó chúng ta mới thấy được là có được cái tư duy, đúng không ạ? Bởi vì nhiều người từ không đồng lắm, nhiều người từ không đồng, nhiều người từ 1 tỷ, 100 triệu đấy, sau đó bắt đầu mới dình cơ hội, đúng không ạ? Đầu tiên là quản trị tiền trong túi của mình đã, đúng không ạ? Đó là cái ở lớp mình cần phải trang bị cho mình. Và rất nhiều người sợ. Thế thì khi mà tiền ấy mà nhảy vào cái này mà chúng ta không phát hiện ra, đúng không ạ? Là chúng ta cũng tèo, đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề ở đây là gì ạ? Là toàn bộ tất cả những cái yếu tố quản trị tài chính cá nhân nó giúp cho chúng ta giữ được tiền, đúng không ạ? Phát huy, kiểm soát, đúng không ạ? Chúng ta có được cái sự xoay vòng, nạp rút, điều phối. Chúng ta có thể xoay vòng vốn, ham lợi, và công thức ở đây là lãi cộng trả gốc, cộng với 7/3 dùng, 70% của tiền rút được ở đầu tư. Đấy, tức là rút cả thẻ Visa ra đấy, mặc dù chúng ta chịu cái lãi rất là cao. Lương 20 triệu đồng một tháng mới gọi là tạm đủ chi tiêu những cái nhu cầu cơ bản đấy nhé. Nếu lương 20 triệu đồng một tháng, đấy là gọi tạm đủ chi tiêu, thế thì một người có 20 triệu, người ta làm thế nào để có đòn bẩy được 200 triệu? Người ta có 20 triệu ấy, thì cái bảng lương của người ta ấy, làm được rất rất nhiều,
ngân hàng. 20 triệu này người ta có thể làm được cái thẻ Visa của khoảng độ 50 triệu cho 5 ngân hàng là lập tức người ta được 5 năm, 2 năm được 250 triệu rồi mà người ta huy động rất là tuyệt vời. Nhưng nếu dùng 20 triệu và 5 cái thẻ đó mà liền lúc ấy, là chúng ta có một cái đống lãi đổ vào đầu mà chúng ta tèo, lập tức chúng ta hiểu được thẻ tín dụng sinh ra là khuyến khích tiêu dùng và trả sau. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta nhìn ở góc độ đầu tư thì trong cái thẻ tín dụng này chúng ta xoay vốn và chắc chắn là vốn chúng ta sẽ có. Đó là cái bước một để chúng ta hiểu được quản trị tài chính cá nhân thông qua các uy tín và vấn đề chúng ta tìm cách. Thế có người mới hỏi tôi thế làm thế nào để có bảng lương, thì cái đấy nó cực kỳ đơn giản, đúng không ạ? Đó. Rồi. Trong cái môi trường này thì bắt đầu gì ạ? Bảo hiểm, đầu tư, tiết kiệm, vay trả góp, tiêu dùng, vay banh, bất động sản banh, đòn bẩy, tất cả là phải có. Từ đó chúng ta trong cái đầu của chúng ta có được cái tư duy trong cái môi trường của bảo hiểm. Thế thì có nhiều người người ta rất tiêu cực về bảo hiểm lừa đảo. Nhưng thực ra ấy, trong cái môi trường tốt như mà các cái đất nước phát triển thì bảo hiểm nó đứng đầu. Ví dụ những cái vụ lũ lụt của Trung Quốc đợt vừa rồi, bảo hiểm ô tô, đúng không ạ? Chi trả rất nhiều. Rồi ở Đà Nẵng có những cái vụ mưa, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Đến cái xe mình bảo hiểm là con người. Do vậy con người cần phải có một cái bảo hiểm. Do vậy chỉ cái quan trọng là chúng ta dùng bảo hiểm như nào để đừng quá vượt quá cái chi phí của chúng ta, chi tiêu. Ví dụ người làm 20 triệu một tháng, chúng ta hoàn toàn có thể để 500 nghìn một tháng cho bảo hiểm hay 300 nghìn một tháng cho bảo hiểm, tức là một năm khoảng 3 triệu cho bảo hiểm hay là 5 triệu cho bảo hiểm. Tránh trường hợp chúng ta làm 20 triệu mà bị các nhân viên bảo hiểm nó bảo ôi phải làm thật to, thế là vượt quá chi phí, lập tức là chúng ta tèo. Vậy bảo hiểm phải thông qua chi phí. Thế thì tư tưởng của bảo hiểm thông qua chi phí này lập tức nó mới đẻ ra cái cấu trúc của đầu tư. Đầu tư nó lại phải thông qua chi phí nữa. Thì đấy là cái mà chúng ta phải hiểu. Thế thì từ cái việc này, đúng không ạ, chúng ta mới thấy các cái môi trường mà chúng ta biết được, đó chính là cái cơ cấu để mà chúng ta quản trị nó. Đầu tư mà đầu tư tất tay thì cũng tèo, bảo hiểm mà bảo hiểm tất cả chi phí thì chúng ta cũng tèo. Đấy, đó mà tiết kiệm ở đây, mà chúng ta tiết kiệm ở các môi trường mà chúng ta không hiểu rõ được thì chúng ta cũng tèo. Do vậy vay trả góp mà chúng ta không quản trị được cái khoản vay cũng tèo luôn. Vay banh mà chúng ta không biết đường đi nối lại cũng tèo. Bất động sản banh rồi chúng ta cũng tèo. Do vậy đòn bẩy tất cả đều phải có cái tư duy. Mà trong bảo hiểm nó dạy đầu tiên đó là muốn nhìn được bảo hiểm thì chúng ta phải thông qua chi phí. Trong đầu tư nó dạy ra cho chúng ta muốn đầu tư được thì chúng ta không đầu tư tất tay. Và muốn tiết kiệm được là chúng ta phải có cái việc quản trị, nếu không chúng ta cứ trở thành một cái người xoay vòng toàn bộ lương bao nhiêu trả hết bấy nhiêu, lương bao nhiêu trả hết bấy nhiêu, bởi vì ngày càng chi phí mà. Hôm nay chi phí KFC nó cao, con cái đi ăn cũng mất nhiều tiền. Đúng không ạ? Vay trả góp mà chúng ta không có cái tư tưởng của đầu tư thì lập tức chúng ta suốt ngày chỉ nói là vay là chỉ để là gì ạ? Mua đồ thôi, không phải là vay để đầu tư. Vay để mua đồ luôn luôn chúng ta tạo ra một cái bẫy để gọi là bẫy chi phí. Từ đó chúng ta mới biết được bảo hiểm, đầu tư, tiết kiệm, vay trả góp, vay banh, bất động sản banh, đòn bẩy, tất cả là đều có những cái tư duy trong cái quản trị tài chính cá nhân. Sau đó tiết kiệm là bắt buộc quản trị và mua nhà để có trách nhiệm từ việc vay tiền mua nhà. Đó, vay tiền mua nhà không phải là cái gì đó ghê gớm kinh khủng, mà vay tiền để hiểu được từ có trách nhiệm. Mà vay trách nhiệm ở đây là đó là nợ, mà đó là giải pháp, đó là sự cố gắng, là tầm nhìn, vì chỉ có bất động sản theo thời gian tăng lên mà ta không quay lại được. Giống như bảo hiểm, quên mua lúc trẻ, mặc dù nó rất nhỏ thôi nhưng nó quan trọng vô cùng lúc tuổi già, lúc 40 nó lắm bệnh, lúc 50 nó lắm bệnh, ăn thì nhiều hóa chất. Do vậy là quản trị tài chính cá nhân, thực chất đó là gì ạ? Trẻ phải action, phải hành động. Thì từ đó chúng ta mới biết được cái khối bảo hiểm, đầu tư, tiết kiệm, vay trả góp, tiêu dùng, vay banh, vay bất động sản, đòn bẩy, tất cả nó phải có. Thế thì trong cái môi trường quản trị tài chính cá nhân, mình phải hiểu rất sâu về bảo hiểm, mình phải hiểu rất sâu về đầu tư, mình phải hiểu rất sâu về tiết kiệm, mình phải hiểu rất sâu về vay trả góp tiêu dùng, vay ngân hàng, về bất động sản, về đòn bẩy, tất cả mọi cái nó đưa ra cho chúng ta một cái vòng tròn từ không đồng, nhưng có một cái thái độ về vay, về bảo hiểm, về tài chính cá nhân, đúng không? Rồi về đầu tư, đúng không? Thả tiền. Khi mình có tiền rồi, mình có được quản trị rồi đó, thì mình có được bảo hiểm rồi, chứng tỏ cái đầu của mình có trách nhiệm rồi. Mình không tất tay 2 tỷ vào một con coi, mình không tất tay 500 triệu vào một con coi. Lúc đó mình bắt đầu mới nhìn thấy được rằng là cái giá trị mà mình xem, đúng không? Nếu mình đầu tư vào Litecoin, hay mình đầu tư một phần vào Litecoin, hay một phần vào XRP, hay một phần vào BCH, lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái tư duy để chúng ta hiểu được sâu, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề này rồi thì
chắc chắn là chúng ta có được cái cách để mà chúng ta nhìn, đúng không? Bây giờ ví dụ như là tôi có thể thấy được là gì ạ? Thử cái XRP bây giờ trong phiên Á sáng nay, đúng không ạ? Đánh tại sao tôi có thể bán ra trong 5 con XRP, đúng không? 500 con XRP. Đấy, ví dụ thế, tôi thấy một cái cơ hội, đúng không? Lúc nào tôi chỉ rình rập thôi, đúng không? Để kiếm được bao nhiêu đô hay 10 đô. Cái việc bỏ ra 10 triệu để kiếm được 500 nghìn hay 1 triệu đồng nó rất là đơn giản, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy cơ hội và khi mà giá chúng ta không nhảy ra nhảy vào, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái cách để mà chúng ta làm. Hiểu tại sao là 500 con, đúng không? Tại sao là như thế thì chúng ta có được các cái tư duy trong cái đầu tư và rình rập các cái cơ hội đó. Rồi, chúng ta tiếp tục quay về, đúng không? Từ cái việc này, chúng ta bắt đầu mới quản trị trong cái vấn đề mua nhà, đúng không? Sau đó phải phát hiện những thứ nguy hiểm ảnh hưởng đến sự giàu có, đó là từ chối mua sắm online. Đó. Quản trị tài chính cá nhân nó sẽ giúp cho chúng ta, cái thẻ visa của chúng ta, tiền là để đầu tư chứ không phải tiền để mua sắm trong visa. Đây chính là bài học quản trị tài chính cá nhân, quản lý từ chối trong nguyên tắc số 1, hay chính là học cách từ chối theo nhu cầu, theo 5 tiêu chí, cần không, thực sự cần không, có thay thế được không, nếu không có thì sao, nó giúp đầu tư được lâu dài hay không. Thì trong VN Express người ta đưa ra phụ nữ cực kỳ dễ sập bẫy mua hàng online. Nếu trong trường hợp chúng ta mà sập bẫy mua hàng online ấy, là dính đòn trong quản trị tài chính cá nhân luôn. Do đó chúng ta hiểu được là gì ạ? Bắt đầu kiểm soát các chi phí, bắt đầu kiểm soát các chi phí để tịnh tiến đến vốn lớn hơn. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được các cái vấn đề này, chúng ta biết được các cái môi trường của tịnh tiến trong các vấn đề kiểm soát vốn lớn hơn, thì chúng ta biết được là gì ạ? Hiện tại cái bẫy mua hàng online cực kỳ nhiều, mà tôi nói với các bạn là trong tất cả các yếu tố bẫy chi phí đấy, thì nó có hai dạng bẫy chi phí trong quản trị tài chính cá nhân. Bẫy số 1 đó là mua sắm online, các cái bẫy chi phí trong quản trị tài chính cá nhân. Cái bẫy chi phí đầu tiên là online, mua sắm online. Thì tôi có những người bạn hay ngay bản thân tôi cũng thấy nghiện mua sắm online. Đây là cái yếu tố cực quan trọng quánh bẫy chi phí vào visa cực kỳ lớn. Ví dụ con gái rất thích túi, con trai rất thích đồng hồ, đúng không ạ? Rồi các chi phí khác, ngay cả con trai nó có rất nhiều các cái vấn đề chi phí ngoài luồng nữa, đúng không? Mà bẫy chi phí. Thứ hai, bẫy đầu tư. Chúng ta có đa cấp, chúng ta có các mô hình Ponzi, hình lừa, có các mô hình gạ gẫm, ôi giời, gạ gẫm kinh khủng khiếp. Có các cái bẫy, lừa bất động sản, thả tiền nhưng không bán được đâu. Các cái bẫy coi, từ cái việc quản trị tài chính cá nhân này, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu mới phát hiện ra những cái bẫy. Cái bẫy này, đúng không ạ? Thì bẫy chủ yếu thoát bẫy thông qua quản lý tiền. Chúng ta cứ để ý tiền mà nhiều ấy, là chúng ta gần như là cứ rực đi, đúng không ạ? Và nơi này là bắt đầu là gì ạ? Các cái bẫy bắt đầu nó hình thành. Nhưng mà khi mà chúng ta không có tiền ấy, không có bẫy đâu, đúng không ạ? Chúng ta không bao giờ thì nhìn thấy bẫy đâu cả, bởi vì giống như cái năng lượng tích cực mà chúng ta truyền cảm vào rất nhiều người. Khi chúng ta nhiều tiền ấy, thì rất nhiều các cái mối quan hệ nó đến nhiều lắm, đúng không ạ? Do đó là gì ạ? Chúng ta mới có được cái cách để mà chúng ta làm. Mọi người vẫn tiếp tục chưa ạ? Đến 8 giờ chúng ta kết thúc, còn 15 phút nữa ở cái bài này ạ. Chúng ta ấn số 2 đi ạ, để chúng ta vẫn còn lạc quan nghe đi ạ. Chúng ta đến 8 giờ nha. Các cụ ơi, ấn số 2 đi, chúng ta 8 giờ nha. Hôm nay học từ 5 giờ 30 đến 8 giờ. Cả nhà có hiểu không ạ? Các cụ ơi, có hiểu không ạ? Ấn số 2 đi ạ. Ấn số 2 có hiểu không ạ? Mọi người ấn số 2 đi ạ. Trong quản trị tài chính cá nhân này sẽ giúp cho chúng ta cực kỳ nhiều cái về các mô hình tài chính để cho con cái chúng ta nữa, thậm chí là cho bạn bè chúng ta trong trường hợp ấy, bởi vì cái môi trường này là tôi đã được học rất nhiều ở Nhật. Trước đây ấy, khi mà Việt Nam ấy chưa phát triển nhiều thì người ta Nhật Bản vào Việt Nam sau khoảng 70 năm. Và các mô hình này ở các ông ở bên Nhật ông dạy ấy, là các bẫy, rất nhiều các bẫy chi phí rất kinh khủng, kể cả bây giờ chúng ta bán hàng xem bẫy để bẫy khách hàng ra được nhiều tiền hơn. Ví dụ Viettel nó ra rất nhiều gói, mình cần dính đòn phát là bẫy của chi phí nó tăng lên kinh khủng từ cái việc. Thứ hai, bẫy tiền điện ui nhiều lắm. Và bẫy mua hàng online, đúng không ạ? Hiện tại ở Lazada nó đẻ ra đầy các cái loại mình mua một đống về nhưng mà chả dùng được. Đúng không ạ? Rồi mình bẫy coi mà nó là ngày ấy, ví dụ ông già đầu tư ghi hàng nghìn con coi, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy không? Thế thì cái vấn đề đây gì ạ? Thế thì khi mà chúng ta biết là chúng ta nhìn thấy là ông già đầu tư hàng ngày ghi hàng tỷ con coin ở đây, nhưng mà cái bẫy đây là cái bẫy đấy, đúng không ạ? Ông ấy lúc thì ông ghi mua con Zoom, lúc thì ông ấy mua cái con Amateur, con Kono, lúc thì ông ấy, bởi vì là phục vụ cho đa dạng đối tượng mà, đúng không ạ?
Nhưng mà thực ra một người ấy, mà dính vào cái bẫy này mua tí tỷ con là dẻo. Một người chỉ có tập trung vào một con hoặc hai con. Ví dụ ông nào đã thích Dot vùng 49 sớm thôi thì hôm nay Dot nó bay vãi đạn luôn, đúng không? Nó ăn kinh khủng khiếp. Nhưng mà nếu mà ông này mà ông không tập trung vào Dot, ông tèo luôn thì ông dính vào cái bẫy. Đấy, cho nên nhiều người, đúng không? Đấy, có rất nhiều các bài tôi phân tích nhưng chỉ phục vụ cho hai người thôi. Nhưng có những bài phân tích không phải phục vụ cho đại trà. Đó, do vậy là gì ạ? Có những người người ta vào, đúng không ạ? À, không hiểu sao còn theo dõi, đúng không ạ? À, tất cả mọi cái, đúng không ạ? Rất rất nhiều con XCH này, đúng không ạ? Có rất nhiều người. Đó, cho nên cái bẫy chi phí, cái bẫy của tất cả đấy XCH này nó lên vãi đạn này, tăng, đúng không ạ? Có những người nói NFT, đúng không ạ? Nói NFT nó bay, nó nhưng có những người mà lúc thì thích NFT, lúc thì thích BNB, đấy, Tomo, đúng không ạ? Rất nhiều con nó đang bay. Thậm chí là chứng khoán, thậm chí là Shiba, đúng không ạ? Shiba cũng đang lên một tí, đúng không ạ? Rất rất nhiều con. Thế thì trong cái quản trị tài chính cá nhân ấy, là chúng ta buộc phải hiểu rất sâu về cái bẫy, đúng không ạ? Thì trong trường hợp mà cái trách nhiệm trong vốn, thế tại sao tôi hay nói là 70% có 100 triệu đầu tư gì, thôi tốt nhất là 30% cất trong ngân hàng, 70% đem đi đầu tư nhưng trừ đi 2 triệu để đem về cho cha mẹ làm mâm cơm thắp hương tổ tiên. Thì đấy là cái từ, đó là từ mang tiếng chất đấy, trách nhiệm. Phát hiện những cái thứ nguy hiểm ảnh hưởng đến sự giàu có, đó là mua sắm online, bẫy mua hàng online, phụ nữ cực kỳ dễ bẫy, đúng không ạ? Rồi. Thế thì sau đó là gì ạ? Chúng ta bắt đầu mới thấy được là các chi phí, bây giờ chi phí mua xe, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu được mua xe lướt hay là rớt đời. Những người có nhiều tiền người ta mua mới đét. Nhưng nếu trong trường hợp người ta mà mua ấy, người ta mua xe rớt khoảng 1 năm, 2 năm đấy, cái cảm giác phê của xe mới ấy, người ta mua cái xe lướt phát là người ta tiết kiệm được mấy trăm triệu luôn. Do đó cái việc mà chúng ta đôi khi chúng ta đầu tư ấy, nó không phải thông qua cái việc đầu tư lãi đâu, mà chúng ta đầu tư thông qua không mất chi phí ấy. Ví dụ tôi mua một con xe Mercedes, đúng không ạ? Nếu mới đét nó là hàng khoảng độ 4 tỷ. Nhưng tôi chỉ cần mua sau 1 năm thôi, tức là có cái hàng lướt ấy, nó giảm luôn khoảng 500 triệu, thậm chí mua khéo còn 600 triệu, 700 triệu. Thế cho nhiều người thì chỉ còn mua còn 3 tỷ 3. Cho vậy là gì ạ? Chưa 1 năm đấy chúng ta chưa làm ra khoảng độ 700 triệu, nhưng riêng chi phí chúng ta đã mất như vậy. Do vậy là gì ạ? Quản trị cá nhân thực chất là quản trị chi phí, quản trị cái vấn đề bẫy mua sắm online. Cái bẫy này là gì ạ? Tại sao lại luôn luôn khuyến mại, luôn luôn khuyến mại? Do vậy cái người dùng đầu tiên ấy luôn luôn phải chi trả cho những người thứ hai. Cho nên cái việc khôn ở trong cái việc chi phí ấy, nó liên quan đến quản trị tài chính cá nhân. Tất tần tật các chi phí này nó được liên quan đến cái vấn đề đầu tư. Do vậy chi phí chính là quản trị đầu tư, quản trị chi phí chính là quản trị đầu tư. Quản trị chi phí chính là quản trị đầu tư. Đầu tư. Đúng không ạ? À, chi phí với các cái vật phẩm hàng ngày, vật phẩm hàng ngày, và chi phí với các cái đồ to, ví dụ như nhà chung cư chẳng hạn. Chung cư mình mà mua ở trong cái trạng thái góp thì luôn luôn là rẻ, nhưng mà mình mua ở cái giá lúc đó bàn giao thì lại tăng. Hoặc mình mua chung cư ở các cái môi trường mà dùng được khoảng 3 năm rồi thì nó lại rẻ. Đấy, tức là rất nhiều các vấn đề về quản trị tài chính cá nhân mà mỗi một cái chúng ta đặt bút xuống chúng ta sẽ thấy đó là chính là cái cách để mà chúng ta làm. Tiếp theo nữa, thế thì cái việc mà sai lầm khi thuê nhà nhiều mà không mua nhà vì tâm lý Mỹ khác, tâm lý Việt, đúng không? Tâm lý Mỹ khác tức Việt nhé. Chúng ta phải có ngôi nhà đầu tiên khi quản trị tài chính cá nhân ok. Không trả góp mua nhà mà cứ đi thuê rồi áp đặt, cứ thuê nhà rồi lấy tiền đâu đầu tư là sai lầm, giống kiểu già quên mất không mua bảo hiểm từ hồi trẻ đó. Đó. Thế thì cái tư duy có những cái người ta gọi là tư duy không mua nhà trả góp cứ đi thuê. À, có những người bây giờ bảo tôi có 2 tỷ. À, tôi không mua nhà đâu, tôi cứ đi thuê, đúng không ạ? À, thì cái tư duy này có rất nhiều người ta phản bác, người ta nói rất đúng, rất đúng, rất đúng. Nhưng cái quan trọng trong quản trị tài chính cá nhân đó chính là gì ạ? Là không trả góp mua nhà cứ thuê rồi áp đặt cứ thuê. Bởi vì cái tư duy ổn định nó không có. Thứ hai con cái học hành nó không có. Thứ ba nữa là gì ạ? Là chúng ta bảo luôn luôn tạm bợ, cho nên cuộc sống của chúng ta mua cái này cái khác nó không được chắt bóp. Thế nhưng cái tư duy đó của người Nhật bây giờ người ta càng sống đơn giản, giản tiện, người ta cần một cái vali, đúng không ạ? Và người ta có một cái thẻ ngân hàng đó. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta không có cái sự ổn định thì chắc chắn cái đầu về tài chính nó sẽ không giữ được, chắc chắn. Bởi vì lúc nào cũng trong cái tâm trạng là gì ạ? Là không ổn định. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta sẽ bị sai lầm khi mà cái vấn đề thuê nhà hay là mua nhà. Thế thì từ cái việc là chúng ta mới biết được là những tử huyệt
của cái vấn đề Bitcoin hay là các vấn đề về đầu tư, đúng không ạ? Từ đó bắt đầu khi kiểm soát chi phí cộng với lại các cái vấn đề về nhà, xe, cộng với môi trường đầu tư, thì bắt đầu chúng ta tự kỷ ám thị để X2. Đó chính là các kênh đầu tư. Nó có chia các loại kênh đầu tư chính thống cộng với lại kênh đầu tư mạo hiểm. Đó. Sau khi chúng ta có bảo hiểm, sau khi chúng ta có chi phí, chúng ta có kiểm soát, chúng ta có được cái gọi là sự nhân ái trong sự trách nhiệm. Bởi vì khi chúng ta xuống tiền ấy, là chúng ta biết được cái trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta sợ hãi, mất thì sao? Đúng không? Chúng ta không phải tất tay được. Cho nên rất nhiều người đánh coin mà tôi gặp ấy, quánh là bay hết cả nhà cửa, bay hết cả tài sản ấy. Bởi vì sao? Người ta không hiểu được các kênh chính thống. Ví dụ các kênh chính thống như là chứng khoán, bất động sản, nó là các công ty sạch, ví dụ Hưng Thịnh, Novaland. Các kênh đầu tư mạo hiểm nó có bất động sản, mạo hiểm nhá. Thả vào những cái tiền mà nó ngóc ngách của bạn bè, đầu tư cho bạn bè. Đầu tư mạo hiểm đó là đầu tư cho con người. Ví dụ tôi tin một cái người bạn ấy đưa 5 tỷ cho bạn ấy để đầu tư là tèo đấy. Đấy là kênh đầu tư mạo hiểm. Cái kênh đầu tư mạo hiểm này tôi nói phải rất quan trọng trong cái quản trị tài chính cá nhân ấy. Đó là gì ạ? Cái đầu tư vào con người là gọi là đầu tư mạo hiểm nhá. Ví dụ tôi cho bạn vay 5 triệu ấy, là cũng mạo hiểm luôn đấy nhá. Đó, tôi cho bạn vay tỷ là cũng mạo hiểm. Kể cả bạn rất uy tín. Nhưng vì bạn uy tín ấy, là bạn buộc phải sử dụng ngân hàng. Cho nên ngân hàng ở nước ngoài không bao giờ cho vay tiền nhau, mà nó chỉ có gì ạ? Hỗ trợ cho việc tạo cho mình các bản lương hay là như nào đó để giới thiệu cho một cái luật sư, hay là dạ, tạo cho mình một cái người vay ngân hàng và hỗ trợ cho cố vấn cho vay ngân hàng. Cố vấn ấy, đúng không ạ? Ok, bạn vay tôi 50 triệu. Ok, thế bây giờ tôi sẽ gửi cho bạn một cái ông cố vấn ngân hàng của tôi. Bạn vào đấy mà bạn vay. Thì đấy là những cái rất là nhân đạo, nhân văn của bọn Nhật nó dạy. Ví dụ ở Nhật, ví dụ tôi có 50 triệu hay là tôi vay được ngân hàng. Bạn muốn vay của tôi 20 triệu, tôi không bao giờ cho bạn vay, mà tôi hướng dẫn vào đây, tôi mới vay ở ngân hàng đây để tạo ra cái trách nhiệm. Và con người là kênh đầu tư mạo hiểm cực kỳ nhiều. Do vậy chúng ta hay mắc ở các vấn đề quản trị chi phí và quản trị vay mượn, đúng không? Và cái cấu trúc của quản trị vay mượn đấy nó liên quan đến hai yếu tố. Yếu tố số 1 đó là yếu tố đầu tư chính thống. Chính thống là chứng khoán nhé. Chứng khoán là nạp rút tiền nó rất đơn giản thôi, đúng không? Nó được nhà nước bảo hộ. Nhưng mà nó còn rủi ro, mình chưa nói đến rủi ro nhé. Kênh đầu tư mạo hiểm, đúng không ạ? Nó liên quan đến Bitcoin, nó liên quan đến các kênh gọi là, có những người gọi là đa cấp cũng có là mạo hiểm. Có những người thả tiền, mình phải hiểu được các kênh mạo hiểm này, đúng không ạ? Sau đó mình hiểu được các cái kênh, đúng không ạ? Thả tiền, đánh quả. Trong cái vấn đề này nó còn chia ra là thả tiền đánh quả. Ví dụ đợt này có một cái miếng kẹt này, trong vòng trong 200 mình làm phát, đúng không ạ? Nếu được là chúng ta sẽ kiếm được 4 lít hay là như nào đó, thì nó liên quan đến rất nhiều. Thì trong cái thần số ấy, có những người nó sẽ hợp với những cái kênh là gì ạ? Đánh những cái rủi ro, những cái cách để mà chúng ta hiểu được là cơ hội nó sẽ đến, thì chúng ta quay ngược trở lại đối với cái từ khóa nhân bội. Thế thì trong cái việc mà chúng ta hiểu được là cơ hội đến thì phải có tiền để nhân bội, chúng ta kiểm soát được các vấn đề tài chính, các vấn đề này bắt đầu nó có những cái kèo. Ví dụ kèo của người bạn của chúng ta chia sẻ, kèo của người bạn chúng ta chia sẻ, thì mình đặt ra câu hỏi, đây có phải là kênh mạo hiểm hay không? Kênh có phải là thả tiền đánh quả hay không? Và kênh này có phải kênh chính thống hay không? Chưa nói đề gì đến vấn đề rủi ro nhé. Rủi ro, đánh giá, thường trực. Vậy thì rủi ro trong bất động sản, đúng không ạ? Rủi ro nó có rất nhiều cái kênh đầu tư mạo hiểm. Trong cái mạo hiểm này nó có cả bất động sản nhé. Bất động sản có những lúc mua đất kẹt cũng là, đúng không ạ? Đó. Thế thì từ cái việc mà chúng ta hiểu được là kênh đầu tư từ bất động sản, mà chính thống đây cũng có bất động sản, đúng không? Hoặc là chứng khoán, đúng không? Hay là hàng hóa rất nhiều. Do đó là gì? Trách nhiệm sự rủi ro và đánh giá sự thường trực. Đây là cái mà chúng ta cần phải hiểu rất là sâu. Từ cái việc này chúng ta mới đánh giá rủi ro. Rủi ro đến mức độ là gì ạ? Nó ảnh hưởng đến cái visa ban đầu như thế nào? Như thế nào? Đúng không? Ảnh hưởng đến visa ban đầu như thế nào? Đó chính là cái mà chúng ta cần phải hiểu. Thì khi mà chúng ta đánh giá các môi trường chính thống này, lập tức chúng ta quay sang thì cái từ trách nhiệm của chúng ta, từ trách nhiệm bắt đầu nó mới thể hiện rõ. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới sợ, bắt đầu từ đây chúng ta mới sợ chết bỏ mẹ. Nếu trong trường hợp mà chúng ta đầu tư thả tiền vào cái này là chúng ta tèo đấy. Cho nên không bao giờ bị lừa
Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy. Thì hôm nay là cái buổi thứ hai của quản trị tài chính cá nhân. Chúng ta có tận 5 buổi cơ. Thì buổi này có cái buổi của Miss Hoa hỗ trợ, đúng không? Do vậy là gì ạ? Đến giờ là 8 giờ là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi thứ hai này. Thì khoảng độ 2 hôm nữa chúng ta sẽ có cái buổi thứ ba để vào các vấn đề thế trận của quản trị tài chính cá nhân, sau đó đến đầu tư. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi này ở đây và tôi sẽ up lên YouTube nữa, cũng như là các cái môi trường ấy, thì các bạn có thể là gì ạ? Ấn số 1 để thank you tôi. Ok, mọi người có hiểu không ạ? Yên tâm, sẽ có một vòng tròn về chi phí đầu tư thì lúc đấy cơ hội nó khiếp lắm, đúng không ạ? Thì cái đào tạo này đã đào tạo ở FPT rồi, rất rất nhiều. Các bạn sẽ biết được làm thế nào để lấy tiền ở đâu nhé. Rất rất nhiều. À, một số các cái hệ thống, rồi một số các anh em, đúng không ạ? Đang đầu tư, đang nghiên cứu, đúng không ạ? Tối nay là live stream về Bitcoin, đúng không ạ? Bitcoin lên rồi đấy, đúng không ạ? Thầy bây giờ lên mọc lên nhiều lắm, thầy lên nhiều lắm, đúng không ạ? Có slide chia sẻ của cô Hoa nhé, thì sẽ lên Facebook để download về nhé. Tôi sẽ gửi cái link đấy cho các bạn nhé. À, thì trong cái, các bạn có thích sẽ học cái quản trị tài chính cá nhân có 5 buổi có theo được không ạ? Lớp mình có khoảng 50 người, à 90 người, 100 người hôm nay đúp hết rồi, còn có 50 ông thôi. Đúp, nếu đúp học lại đấy ạ. Mít lớp đầu thì là đúp rồi, thì ông học lại nhá. Có theo được không? Bởi vì cái này học ở Nhật đấy nhá. Tất cả mọi cái đấy, nó liên quan đến nhà, cửa, xe, cộ, chi phí nhá. Tiền đều đầy nhá. Đó. Khoảng độ 2-3 hôm nhá. Hôm nay đang đào tạo Zoom buổi sáng, chúng ta có ca Zoom. Thế thì một phút dành cho quảng cáo. Thứ nhất đó là cái việc lấy thần số học nhá. À, nếu mà trong hợp này là cái thần số học cộng với thỉnh chữ cuộc đời đấy, thì Delta thần số, thì các bạn liên lạc với bạn Đào Hiên nhá. À, Đào Hiên sẽ hỗ trợ cho mọi người. Hiên để lại cái số điện thoại hoặc là Zalo cho tôi để lấy chữ, hoặc là lấy cái bảng Delta thần số có cái chi phí cùng với Miss Hoa nhá. 0987732228. Thứ hai là chúng ta sẽ mở cái tài khoản Erante. Erante. Lớp TikTok có đông lại không? Erante đúng không ạ? .vn đúng không ạ? Erante.vn. Đó, thì chúng ta mở cái tài khoản đó để chúng ta vào các tài khoản coin ấy để bán ra, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta xem, đúng không ạ? Đây là cái mà chúng ta có thể xem được XRP, đúng không ạ? Tôi short sell cho XRP trong cái khung thời gian này, đúng không ạ? Khi mà chúng tôi đang nghiên cứu, đúng không ạ? Có số điện thoại của Miss Hoa, đúng không ạ? Đó. Thế thì từ cái việc này, lớp mình bắt đầu sẽ nhận được các cái file hỗ trợ. Dần dần lớp 100 người, 200 người, thậm chí là lớp TikTok hàng nghìn người ấy, đúng không? Cứ Bitcoin nó lên thì là mọi người rất thích, đúng không? Thế rồi mọi người sẽ cảm thấy hào hứng hơn. Rồi lớp ngày này qua lớp khác tới, đúng không? Đúng rồi, chưa ăn sáng, dịch ok, phải chờ nhá. À, Hiên ơi, Hiên cho vào cái nhóm, đúng không ạ? À, trong cái nhóm Zoom đấy, các cái nhóm ấy chúng ta sẽ xem nhá. À, chúng ta comment số 9 đi ạ, comment số 9 để thank you tôi, đúng không ạ? À, mọi người có theo được không ạ? Có thấy hiểu không ạ? Mọi người có thấy hiểu không ạ? Mọi người có thấy hiểu không các cụ ơi? Đúng không ạ? Bit đẹp quá, lướt thì bây giờ đỏ không mua, xanh cứ mua là lại tèo thôi, đúng không ạ? Đầy con. Con bây giờ có con Shiba chưa bay này, con Uni này, đúng không ạ? Rất nhiều like này. Link Zoom thì trong Facebook của tôi nhé. Ok, mọi người sẽ ok. À, XCH chốt hả? Phê đúng không? Thì 41 đấy, hôm nay nó đục qua 41 mà 42 nó giữ được khoảng 4 tiếng nhá, thì nó sẽ lên 53 đấy. Cho nên là tất cả mọi cái ấy. Còn đâu là chúng ta phải theo dõi, đúng không ạ? Ok, sẽ có một cái lớp về Phương Đông Huyền Diệu nữa. Nhưng mà từ cái việc Phương Đông Huyền Diệu sẽ kết hợp, đúng không ạ? Úi dồi ôi, Bitcoin mà nó về 43.5 thì thôi rồi. Úi dồi ôi, nó bay kinh lắm. Sau đó cái lớp Phương Đông Huyền Diệu sẽ kết hợp với Miss Hoa để đưa ra cái sinh trắc vân tay với lại cái bảo hiểm, cũng như là cái thần số học chi tiết. Nhưng ở đây tôi muốn trang bị cho các bạn cái phương pháp quản trị tài chính cá nhân của người Nhật đã. Sau khi kiểm soát tài chính cá nhân của người Nhật ấy, thì bắt đầu chúng ta mới biết được kiểm soát chi phí, mới biết là chúng ta móc tiền ở đâu mà đầu tư chứ.
Bây giờ ông dạy có 1 tỷ đầu tư gì nhưng mà có làm thế nào để có 1 tỷ ông đích dạy. Thế là cái đấy là cái bị sai lầm. Cho nên cái việc đầu tư gì nó đơn giản lắm. Ví dụ có 1 tỷ mà tôi mua XCH thì ngon là phê rồi. Nhưng mà vấn đề làm thế nào để có 1 tỷ mới là cái quan trọng. Thì cái lớp này nó đưa ra đúng không ạ? Đấy, thì hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu. Thứ nhất là cái Erante, chúng ta vào cái Erante xem, chú ý xem ở cái TikTok ông già đầu tư gạch dưới FX ấy nhá, là có phân tích về Erante, Bitcoin, XRP. Thứ hai nữa là các ví tổng, các cái khóa học nhá, nhóm.com.vn, chúng ta vào nhóm.com.vn để chúng ta có thể tham gia nhóm, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ vào các cái thông tin, đúng không ạ? Các thông tin về các cái kèo future rồi rất nhiều. Các khóa học hiện tại là free, đúng không? 5 giờ sáng chúng ta có 2 ca. Ca số 1 đó là 5 giờ sáng, 30, 5 giờ 30 sáng là đào tạo, đúng không ạ? Link Zoom nhá. Còn tối 10 giờ vẫn cứ TikTok để chia sẻ về big story, các câu chuyện nhá. Thì đấy là cái để chúng ta có thể liên kết, cũng có thể học và có thể đưa ra các cái giải pháp cùng với chúng ta. Ok, thank you mọi người, đúng không ạ? Tạm biệt, tạm biệt. Đợt tới sẽ theo dõi Facebook của tôi để có thể cập nhật các khóa học buổi sáng 5 giờ 30 ở mùa dịch này, bao gồm các lớp là thần số học này, các lớp về câu chuyện sao hỏa, đúng không ạ? Phương Đông huyền diệu, đúng không ạ? Các câu chuyện big story với Ben Job, đúng không ạ? Big story với gì ạ? Xpay, các vấn đề về câu chuyện big story với Dogecoin, Elon Musk, các vấn đề về quản trị tài chính cá nhân, quản trị trong đầu tư, các vấn đề đánh giá các dự án, đánh giá coin, rất nhiều các khóa học nhé. À, free 5 giờ 30 chỉ cần các bạn, đúng không ạ? Úi giời ơi, bay 500 triệu lùa gà, đúng không ạ? Cái lịp cũng không còn, đúng không ạ? Cứ yên tâm, sẽ quản trị hết, tiền mất là không sợ, yên tâm, chỉ sợ là sức khỏe yếu thôi, cho nên là chia sẻ. Ok, cảm ơn mọi người, ra đi trong sự lịch thiệp các bạn, ra đi ạ, xong đến tôi ra. Ok. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.